Đường lên dốc đá, nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa. Lầu ông hoàng đó, thuở nào chân hàn mặc tử đã qua. Ánh trăng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm hoang vắng. Tiếng chim kêu đau thương như nức nở dưới trời sương. Lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngờ bước chân người tìm về giữa đêm buồn. Đường lên dốc đá, nhớ xưa hai người đã một lần đến. Tình yêu vừa trốn xót xa cho chàng cuộc sống phế nhân. Tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết. Trách thay cho tơ duyên chưa thấm nồng đã vội tan. Hồn ngất ngây điên cuồng cho trời đất cũng tan thương. Mà khổ đau niềm riêng hàng mặc tư tôi về quê cũ dấu thân nơi nhà hoang. Mộng cầm ơi thôi đừng thương tiếc tôi cho nhau mà thôi. Tình đã lỡ xin một câu hứa kiếp sau ta chọn đôi. Còn gì nữa thân tàn xin để một mình đơn côi. Tìm vào cô đơn đất Quy Nhơn gầy đón chân chàng đến. Người xưa nào biết chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa. Chốn hoàng liêu tiêu tơ hàn âm thầm nghe trăng vỡ. Xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia. Trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao. Mặc từ nay còn đâu trăng vàng ngọc trăng ân tình chưa vì. Ta nhìn trăng khôn tiếc ngầm nguôi trăng. Mời cậu vào, cửa không có khóa. À. Ủa, không có ai ở nhà sao bé Sen? Dạ, ông chủ của con ở sở chưa có về. Bà con ở trên lầu với cô hai. Ừ, thôi được rồi, để cậu lên lầu. Dạ, cô hai con đang khám bệnh. Có bác sĩ trên đó, con chỉ sợ cậu lên không có tiện. Khám bệnh à? À, thu cúc bệnh gì mà phải khám vậy cháu? Dạ, chỉ cảm soàn thôi. Cậu ngồi chơi để con đi pha nước. Thôi được rồi, khách khứa gì, nay mai cậu là con rể trong gia đình này. Thôi, con cứ để cho cậu tự nhiên. Dạ, con mời cậu xem báo. Con xin phép xuống bếp làm cơm. Giờ này chắc ông con cũng gần sắp về rồi. Ừ, cảm ơn con. Nè, ông tìm ai vậy? Dạ, tôi không tìm ai hết. Vậy ông vô đây làm gì? Dạ, không biết gì. Nhưng nếu không cho vào thì tôi đi ra. Đứng lại, đâu có được. Nhà có chủ chứ đâu phải là chết chủ.
ông muốn vô là vô, muốn ra là ra sao? Dạ, cậu đâu phải chủ nhà. Sao ông biết tôi không phải là chủ nhà? Chủ nhà sao ông biết tôi? Ông là ai? Thầy bói. Thầy bói? Thật không? Đưa coi thử coi. Ông đựng cái gì trong này đây? À, đúng rồi, đúng là thầy bói rồi. Nhưng mà ông đến xem bói cho ai trong nhà này? Dạ, cô Thu Cúc có dặn bữa nay tôi đến xem bói cho cô, nhân tiện lấy giùm cô một lá số tử vi. Thu Cúc à? Dạ. Hôm nay vợ tôi bị bệnh. Ông đây là Kỷ Sư Long, vị hôn phu của Thu Cúc. Vị hôn phu của Thu Cúc? Thơ gì vậy? Dạ, thơ của thân chủ bốn phương gửi khen tặng tôi về tài bói toán. Vừa rồi cậu bảo làm tới kỹ sư à? Đúng, kỹ sư canh nông. À, mà vợ sắp cưới của tôi gặp ông ở đâu mà mời về đây coi bói vậy? Dưới gốc me. Cái gì? Dưới gốc me? Gốc me nào? Ông làm gì ở đó? Dạ, mỗi ngày tôi ngồi dưới gốc gốc me, chuyên môn coi tướng coi tài với bói bài. Người ta nói tôi là quỷ cốc tái sanh, vì tôi đó ngồi chuyện chúc ngày cả mười. Vậy thì hân hạnh quá rồi, nhờ thầy xem thử giùm tôi coi vận mạng và tình duyên thế nào. Cậu nói tuổi giận sanh tháng lẻ, tôi tuổi giận sanh mùng 8 tháng 3. Hồi chẳng giảng chiều má tôi chuyển bụng lâm râm, gần 2 giờ sáng mùng 8 má tôi sổ lòng. Đâu nè tuổi cậu nhâm dần, tuổi này học giỏi thông minh, cảm ơn về duyên nợ để coi kỹ tuổi thìn. Ông coi kỹ chưa hay là ông nói ẩu? Tuổi thìn nó kỵ long dương, cậu tuổi dần con cọp mắt xương, lòng với cọp già nợ duyên hổng bền. Gì? Ông nói sao? Tuổi thìn thì kỵ long dương. Dạ. Còn tôi tuổi dần là cọp mắt xương. Dạ. Cho ông hay nè, vợ tôi tuổi thìn đó. Vậy là nguy cho cậu rồi. Cậu tuổi dần quan phù thái tuế, cậu bị hạn quan phù, năm nay cậu lại bị sao La Hầu chiếu mạng nữa. Cậu nên đề phòng, bởi vì nam La Hầu nữ kế đâu đã lỗ buôn bán lại thua bạc bài. Thôi lục biên tiên đó. Gì đó kỹ sư con? Má, dạ con đang coi bói. Chà, kỹ sư mà cũng mê tiếng xấu dữ rồi ha. Giới thiệu với bác sĩ, đây là kỹ sư Long rể tôi, chồng sắp cưới của cháu Thu Cúc đó. Còn đây là bác sĩ Tùng đó con. Chào bác sĩ. Dạ chào ông kỹ sư. Kìa, cậu Phú. Ồ, dạ, ông là ai? Cháu là Tùng, bạn cùng lớp với Ký. Hồi nhỏ trọ học nhà cậu đó, cậu quên rồi sao? À, cậu Tùng. Dạ. Ủa mà Tùng nào ta? Trời ơi. Trời ơi, Tùng La Ve cặp bài trùng với Trí thi sĩ đó. Lâu quá cháu không gặp Trí. Nghe nói anh bỏ Quy Nhơn đi Sài Gòn lập nghiệp 3-4 năm nay. Cháu tìm hoài mà không có gặp. Ủa, cậu? Cậu bị đau mắt hả? Đau mắt. Đau mắt bột. Đau mắt hộp, đau mắt chuối hộp á. Đau mắt chuối hộp à. Cha cha cha, đau mắt chuối hộp là nguy hiểm lắm á. Không trị sớm á, kẻo mồm mà nó kéo màn đuôi à. Đưa cháu coi. Ê bé. Ê nhộp. Không sao, không sao mà. Trời ơi, không có đau đớn gì đâu. Cậu đừng có sợ, đừng có giãy giụa nữa. Đừng giãy giụa khám đâu có được. Trời ơi. Cậu Phú à, cậu cho cháu biết địa chỉ của cậu đã. Cậu Phú. Nói đau mắt hột, được bác sĩ khám thí cho mà cũng làm tàn. Chắc ông muốn được đuôi đó má ơi. Đuôi muốn ra vẽ thầy bói. Ờ à, chắc vậy à. Ý, ông thầy bói ông bỏ quên cái gì nè. Má đừng có lo, thế nào ông cũng quay trở lại mà. Bây giờ con lên lầu thăm Thu Cúc nha má. À, con lên đỉnh thăm nó đi con. Con đi à. À. Làm đại lý hãng nước mắm Phan Thiết ở Quy Nhơn này không đủ hả? Bà còn thêm cái nghề đó nữa. Nè,
Bàn tay năm ngón ở đâu mà bà có vậy? Ủa, thơ của ai đây? À, thơ của thằng Trí. Thằng Trí? Thằng Trí nào vậy cà? Có phải là thằng Trí đi hỏi con Thu Quốc lúc trước đó không? Thì còn Trí nào nữa? Ủa mà sao thơ không có dấu bưu điện ta? Ai biết? Ai đem tới đây à? Đúng rồi, ổng chừng của lão thầy bói làm rớt. Hèn gì tôi thấy khuôn mặt của cha nội này nó quen như là cậu của thằng Trí phải không? Đúng rồi, cậu của thằng Trí. Cậu thằng Trí làm nghề coi tướng của tay chứ không phải. Nói vậy thằng Trí nó về đây rồi hả? Nó về chiều hôm qua. Thơ nói gì vậy ông? Nó hỏi con Thu Cúc có còn đợi nó hay không, vì nó đã về Quy Nhơn. Nó nhắc lại lời hứa hôn của tôi với bà, rằng làm mẹ làm cha chắc không quên lời hứa. Khi sự nghiệp thành thì mới chịu gả con. Nó biểu bây giờ là đúng hẹn 3 năm đó. Nhưng hiện bây giờ thì con Cúc của ta mai mốt trở thành là bà kỹ sư Long. Thằng Trí đến đây, bà liệu mà trả lời? Trời đất ơi, chứ không rồi, cái ông đổ cho tôi hả? Không đổ cho bà thì đổ cho ai? Nhưng mà tôi có hứa chứ nói gì đâu mà bắt tôi phải trả lời chứ. Vậy thì để tôi trả lời với nó. Nhưng làm sao mà mời nó tới được đây? Ha, phải rồi. Sao? Không sao. Vậy là ông có cách gì đó, ông nói thử tôi nghe coi nè. Đây nè, tôi nói cho bà nghe. Thầy bói bỏ quên mấy món đồ nghề, sẽ trở lại bây giờ, bà tin tôi đi. Ông không làm nghề thầy bói mà còn đoán giỏi hơn tôi nữa đó nha. Nè, có phải của ông không? Dạ, cho tôi xin cái kia luôn. Nói nghe, làm thầy bói đó nhớ giùm chút, quên đồ nghề hoài vậy có ngày chết đói nghe ông thầy. Dạ, bởi quên hoài nên đói hoài. Dạ, cảm ơn ông bà. Khoan nè. Cái gì nữa? Quên nữa hả? Ủa quên gì đâu? Đó. Bức thư của thân chủ bốn phương khen tặng. Cái này là khen tặng. Nói nghe, ông về mời cậu Trí đến đây nghe chưa? Ủa, nói vậy ông bà xé thư cho rồi hả? Phải. Mời cậu Trí đến để tôi và cậu ấy tính toán trang trải món nợ lời hứa 3 năm nghe chưa? Tôi là cậu của nó, cậu thay mặt mẹ. Ông bà có thể nói với tôi, hai bên xuôi gia nếu tâm đầu ý hiệp thì cho tôi làm lễ hỏi. Vậy à, cho tụi nó làm lễ hỏi. Tôi đứng ra làm giùm tụi nó. Nếu anh xuôi chị xuôi á. Nè, ông biết ý định vợ chồng tôi ra sao mà đòi làm xuôi gia mà đòi làm lễ hỏi chứ hả? Chứ ý định ông bà thế nào? Ý định của vợ chồng tôi đó là nhờ ông về kêu cậu Trí tới đây. Tôi đại diện cho cháu tôi không được à? Không được. Ủa sao vậy? Vì ông đến đây không phải với tư cách là một xuôi gia, mà ông đang đi hoạt động làm cái nghề coi tướng coi tai rồi ghé tạc vào đây. Thời buổi có căng đến một công đôi ba việc, anh chị xuôi cố chấp làm chi tội nghiệp cho đàn trai. Nè, tôi bảo ông đừng vội nói tiếc xuôi gia. 3 năm đã qua rồi, biết cậu Trí có lấy vợ hay chưa? Tôi đã bảo cháu tôi còn ôn đôi xin chưa đề bọt. Vậy chờ con gái tôi bồ đề bọt rồi sao? Ủa, tôi nói hồi nào? Ông về đi, chứ đứng ở đây nói hoài. Dạ. Rồi về thì về. Còn ông nữa? Về. Cũng đưa đây chứ giữ hoài hay sao đây? Đưa cái về giữ cái về. Tiền. Ôi, hôm nay mới
mới có 30 rồi ha. Nè, trời đất ơi, tháng này có vậy thôi sao? Một vợ năm con mà lương chết đói vậy đó hả? Bà đẻ lứa nào năm đâu bà chỉ tôi coi. Nè, anh nói vừa phải thôi nha. Bộ ông điên khùng rồi hay sao? Bộ ông dí tôi là heo hay sao mà ông nói tôi là đẻ bầy đẻ lứa chứ hả? Nội đẻ mình con thu cút không mà còn chết lên chết xuống đây ham lắm. Sao bà đòi lương năm đứa? Còn bốn đứa khai gian làm cây sinh lận ra để ăn lương nhà nước. Bộ không tính lương hả? Trời ơi, nói nhỏ nhỏ thôi bà nội ơi. Muốn tôi ở tù rút xương sao mà la lớn quá vậy? Tôi không biết. Tôi than rồi. Con bà chủ nước mắm mắm Phan Thiết ra thâu tiền không đủ á. Ông muốn làm sao đó ông làm. Trời ơi. Con nói nè. Đàn ông gì mà cũng túi hò túi xê à. Không làm dữ vậy ông là không có được đâu. Già rồi mà đặt sanh tật nữa. Ủa chừng tôi nữa nha. Chết bây giờ à. Một, hai, ba, bốn, năm. Dạ chào hai bác. Sao, bảy, kìa mà mắm cầm đó hả? Tám, chín, mười. Hai bác vừa mới nhắc cháu đó. Mười một, mười hai. Cháu tới liền ha. Mười, ủa, đêm tao mười mấy tôi quên rồi kìa ông. Mười bảy, bốn chục. Bà tới quan á, tôi đứt chén nè. Ủa, hai bác đánh bài à? Sao cháu không có thấy bài? Đâu có. Thôi đủ rồi, khỏi cần đếm nữa. Uống nước đi cháu à. Ủa, sao ông ngồi? Bà kỳ không? Gì vậy? Khách tới nhà bác đứng như trời trồng vậy. Quên. Đưa bác sách giùm một cho bằng tay nha. Phòng dành riêng cho cháu vẫn y như mọi bận y nguyên vậy đó hà. Dạ thôi, để cháu đem vào được rồi. Dạ, kỳ này má cháu gửi ra biếu hai bác hai chai nước mắm thượng hảo hạng mới sản xuất. Vậy à? Dạ. Nếu hai bác thấy bán được thì kỳ tới má cháu gửi hàng ra. Ủa gì nữa đó? Dạ, sắp giấy quảng cáo món hàng mới. Cháu gửi bác luôn. Vậy à? Ai tới mua nước mắm thì bác cho họ mỗi người một tờ. Dạ, xin phép hai bác cháu vào phòng cất đồ. Ai mua chăn tôi bán chăn cho. Ủa gì kỳ vậy? Giấy quảng cáo nước mắm mà đọc gì chăn với mền vô đó là chi vậy? Trời ơi, bộ ông chê tôi không biết chữ hả? Nè ông đọc thử coi. Đưa đây. Cái gì? Ai mua trăng tôi bán trăng cho. Trăng nằm trên cành liễu đợi chờ. Ủa, quảng cáo nước mắm gì mà kỳ cục vậy trời? Ý, dạ bác ơi. Cháu đưa lộn tập thơ. Dạ tập này nè. Con gái vô ý vô tư hả? Tinh khủng khiếp. Vụ gì? Chân động khắp nước Việt. Trời ơi. Sôi nổi Bắc Trung Nam. Nước mắm nhĩ Phan Thiết. Trời ơi. Hay, đúng sắp này rồi. Không có lộn nữa đâu. Bà cất đi rồi lo dọn cơm. Tôi đi thay đồ. Nè, cháu tự nhiên nghe không? Coi nhà này như là nhà của bác vậy. Trời ơi, cái già này thiệt à. Hết duyên rồi mà còn ham diễu nữa. Ngồi đây nha. Để bác đi dọn cơm nha con. À, Thôi Cúc đâu rồi? Thôi Cúc à, có mộng cầm ở Phan Thiết mới ra nè con. Trời ơi quỷ nè. Là người ta hết hồn à. Sao, bao giờ làm đám cưới? Định cuối tháng 8 này chị à. Nhưng nghe lão thầy bói nói tôi ngán quá. Thôi, em ở đây nói chuyện với chị Mộng Cầm nha. Anh đi mua thuốc, gần 12 giờ rồi. Nhà thuốc Tây đóng cửa đó. Chào chị Cầm. Chà, hạnh phúc dữ à. Còn chị, đến bao giờ mới cho tụi tôi uống rượu đây? Hả? Khi nào gặp được ảnh mới tính. Anh nói đâu, làm nghề gì hả? Làm nghề này nè. Xem tập thơ này đi rồi biết.
Hàn Mặc Tử, người yêu của chị là thi sĩ Hàn Mặc Tử à? Mà nghe nói ảnh là người Quy Nhơn mà. À, chắc mượn cớ ra đây rồi đi thăm ảnh luôn phải không? Đâu có, đâu có biết mặt ảnh. Mà ảnh cũng đâu có biết mặt Mộng Cầm đâu. Ủa, vậy rồi làm sao yêu nhau? Thì yêu thơ trước rồi yêu người sau, chứ có khó gì đâu. Nhưng rồi làm sao nè, và gặp nhau ở đâu? Ở tâm hồn, ở mối tình câm lặng, ở hy vọng đợi chờ. Nhưng biết đến bao giờ, đâu có biết đến bao lâu mới thấy được mặt nhau. Tại mình yêu là do nơi mình yêu, rồi nỡ gặp làm sao mà biết mặt. Tình yêu có phép nhiệm màu, thấy gặp là biết liền. Dạ, chị tin tưởng ở tình yêu của chị quá ha. Nè, biết đâu Hàn Mặc Tử có vợ hoặc có người yêu rồi thì sao? Thì em vẫn còn yêu được thơ của Hàn Mặc Tử. Có ai ghen hờn với người yêu thơ bao giờ đâu. Hồi trước em cũng mê thơ, rồi yêu luôn người làm thơ như chị vậy đó. Nhưng 3 năm rồi, bao nhiêu sự đổi thay. Em sắp lấy chồng, còn người ấy bây giờ có phải... Chỉ sau chiều thu phớt nắng mờ, chiều thu hoa đỏ rụng, chiều thu gió về lạnh lẽo, chân mây dâng, người ấy sang sông. Rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ đến loài hoa giờ cửa trái tim phai tựa máu hồng? Nghĩa là anh chị đã yêu nhau tha thiết. Phải, người ấy thường hay vuốt tóc tôi, thở dài trong lúc thấy tôi vui, bảo rằng quá giống như tiếng giờ, anh sợ tình ta cùng giờ. Dưới trời giáng khổ chết yêu đương, người xa xôi quá tôi buồn lắm. Trong một ngày vui pháo nhuộm đường, kìa anh Trí, dân 3 năm qua Quy Thành này không có gì thay đổi, cũng như dù trải qua 10 năm sương gió, có lẽ gương mặt phong trần này người ta cũng không đến nỗi mau quên. Em vừa nhắc đến tên anh, đến mối tình thơ của hai ta, có nhiều trường hợp làm cho người ta nhắc đến người yêu, nhưng tôi chắc chắn rằng ở đây lúc này Cúc nhắc đến tôi chẳng phải để nhớ, để thương, để chờ, để đợi, mà nhắc đến tôi chẳng qua chỉ là câu chuyện mua vui. Trong một vài khoảnh khắc như mây chiều bơ vơ, đồng
Tôi đến đây không phải cùng ai nhắc y chuyện tao yêu phụng. Ba năm qua bây giờ đã khác, em sắp có chồng tôi vẫn lạnh lùng với ông chủ có mời tôi, tôi không đến sợ ông buồn. Chứ còn ba em mời anh tới, làm sao, làm sao ba em biết được anh về? Tôi có gửi bức thư nhờ cậu Phú đưa lại báo tin tôi đã về, nhưng vì một sự sơ hở, bức thư nó không tới người tôi yêu mà lại lọt vào tay ông chủ sự. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, nhờ vậy mà tôi mới biết người yêu của tôi đã phải. Em đã có chồng. Có chồng? Có chồng có nghĩa là người ta đã đoạn tuyệt với kỷ niệm êm đềm của trước. Thở đôi đầu chung bóng dưới trăng khuya, người ra đi có lúc cũng quay về. Sao con đò duyên kiếp đã âm thầm tách bên? Ba năm qua anh như một cái chim trần bạc lấn non ngàn vỗ cánh tuyệt mù khơi. Người năm xưa giờ đã có đôi rồi, anh giận số kiếp hay oán hận nhân thế? Không, tôi chỉ là tôi của lạnh lùng, của tình hờn, của chờ mong. Xin ai đừng nhắc lời chung thủy. Mộng ước tan rồi, đời uổng công. Ba cái xuân rồi anh mình em ca khúc biệt ly sâu, đêm đêm ngồi chép tim tâm sự, thu lạnh em còn lạnh đến đâu? Anh Trí. Đúng ra thì cái tên Trí, tên Nguyễn Trọng Trí, thư ký phù động của ty công chánh Quy Nhơn, đã bị người ta khai tử 3 năm nay rồi. Tôi không muốn ai gọi đến tên đó nữa. Cũng như hiện tại, tôi không có quyền kêu tên Thu Cúc, mà thuở nào tôi thường mượn tên em để gợi ý thơ. Ngày xưa và dĩ vãng, bây giờ là hiện tại. Hiện tại xin phép được gọi em là bà kỹ sư Long. Còn tôi, lúc nào cần bà cứ tự nhiên kêu tên Hàng Mặc Tử.
dân. Vậy là bà đã quên được tôi rồi. Tôi đang gọi một cái tên xa lạ nào không? Dù tên đó đang ở trên cao tột cùng danh vọng, dù tên đó đem lại cho người ta một nguồn vui sống. Chứ còn tôi chỉ nhớ một tên Trí, một cái tên đã từng đem đến cho tôi bao nỗi sầu nhớ buồn vui. Lần đầu khi nói tiếng chia ly, còn hẹn ngày mai đẹp ước thề. Sau buổi tương phùng chua xót qua, là ngày em khoác áo du quy. Cuộc tự ly thảm quá người ơi, ngàn năm xa cách duyên ta đặn. Những ngày qua công thức niềm xin, ai làm tàn chữ đôi tim, cuối đường mong ước xa rời tơ duyên. Đường dạo yêu mỏi gót hành nhân, đời ta xe lối không dương nhờ trần. Tiếng lòng như sóng gió tung khơi, âm thầm nghe tiếng thu sang, muôn đời vẫn nhớ. Chuyện lòng ly tan, nhưng định mạng khắc khe và lòng người nghiệt. Chuyện lứa đôi duyên nợ không thành. Anh rời khỏi Quy Nhơn vô tận Sài Gòn, ba năm qua anh không hề cho tôi hay biết về tin tức, và cũng không ai biết anh sống chết ra sao. Thì đã hứa nhau, anh không cho tôi gọi cái tên tí nữa, cái tên mà ba năm qua tôi vẫn nhớ. Dù rằng tôi sắp cất bước theo chồng, anh Trí. Bà lại nhắc đến tên Trí nữa rồi. Rồi ông kỹ sư ông nghe được thì tôi ăn làm sao, tôi nói làm sao để chạy tội cho bà đây. Long không cấm được tôi ngược dòng gì, Long là một kỹ sư chứ không phải là kẻ tầm. Thường tình của một cô gái nọ gặp người yêu cũ trước ngày mặc áo du quy. Bởi anh về rồi anh sẽ xa đi, mang thơ nhạc riêng cho đời xưa. Chỉ có kẻ ở lại mới mang sầu mang khổ trong chiếc lòng son. Lấy chồng mà sầu khổ nổi gì,
lấy chồng là bước vào ngưỡng cửa cuộc đời quá mộng. Rồi thì sau một thời gian ngập tràn hạnh phúc, bà cũng như ai tay bê tay bồng. Lúc bây giờ bà đã đi vào bổn phận, bổn phận làm vợ làm mẹ, đâu còn thì giờ để nhớ chuyện ngày xưa. Không những bà sẽ quên cái tên Hàn Mặc Tử, cái tên mà bà vừa bảo có nhớ có thương, mà ngay cả cái tên cung tôn của tôi là Trí, bà cũng quên luôn vì gánh nặng gia đình. Gặp tôi bà hỏi: xin lỗi ông là ai, tới đây làm gì? Rồi bà cố môi trí nhớ. Khi nhận được nhau thì tôi với bà tóc nghi đã ngả màu xương. Người ta kêu đàn bà thường hay lắm chuyện, cậu không phải là đàn bà mà nói hơi nhiều à. Chào ông chủ sự. Cậu không còn làm thư ký, không còn dưới quyền của tôi. Chào vậy là sai nguyên tắc hành chánh à. Làm công chức lâu đời rồi nên bác bị méo mó vì nghề nghiệp. Chứ thật ra chào ông chủ sự hay là chào bác, chào anh dì thì cũng chẳng qua là phép xã giao thông thường để biểu lộ sự kính trọng mà thôi. Nhưng mà mông cầm, đưa Thu Cúc lên lầu giùm, nó đang bệnh đó. Ở đây có gió độc, không có nên. Dạ, đi chị Cúc. Anh Trí, cậu về sao không tới tôi? Dạ thì tôi tới rồi đây. Cậu đợi tôi mời cậu mới tới hả? Dạ đó là luật thừa trừ, vì 3 năm trước tôi đợi ông đuổi tôi mới đi. Bây giờ có dịp cậu trả thù phải không? Dạ tùy, ông muốn hiểu sao cũng được. Không phải tôi hiểu mà chính cậu phải hiểu. Cậu hiểu chưa? Dạ chưa. Cậu phải hiểu rằng con Thu Cúc nhà tôi sắp tới ngày thành hôn, nên ông mời tôi đến đây để thanh toán nợ nần. Tôi không nợ cậu, cậu cũng chẳng nợ tôi. Nhưng chỉ là lời hứa mà thôi. Giờ cậu muốn gì? Giác đơn đi kiếm hay muốn giác hoa? Dạ nếu đi kiện thì đi kiện ở tòa nào đâu, ai xử mà thưa. Chỉ có tòa án lương tâm mới biết lòng đen bạc tôi đã thành tài nổi danh. Còn ông có giữ lời hứa hay không? Hơn 3 năm trời cậu vắng mặt tin, ông cấm tôi thư từ, chắc ông vẫn chưa quên. Bây giờ thì đã muộn rồi. Không, tôi về vừa đúng hẹn. À, vậy rồi sao? Muốn gì nói đại đi. Tôi nói ông thật tệ. Tôi cấm nghe. Ông biểu tôi nói đại mà. Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. Ông mời tôi tới đây, không nói chuyện không được. Nói rồi. Chưa đủ. Cậu còn muốn cái gì nữa? Ông tham. Bác tham. Xin cho cháu được gọi lại tiếng bác của 3 năm về trước, khi cháu còn là ảnh thư ký quèn lướng không đủ sống nuôi thân. Chi vậy? Để nghe bác phủ phàng từ chối cuộc hôn nhân, khi cháu nhờ mãi mối đem trầu cáo giảm hỏi mọc họng nữa. Bác bảo rằng muốn lấy con gái của bác thì phải có nhà có cửa có sự nghiệp công danh. Chứ ai gả con cho một anh thơ ký mỗi tháng tiền lương chỉ có 800 đồng. Cháu đứng tại đây mà nước mắt lưng trồng. Mâm trầu cao đi làm lễ hỏi cháu ngỡ vàng bạc giấy tiền đi điêu một đám. Bác bảo về đi và kỳ hẹn 3 năm, ráng nhịn đói nhịn ăn để dành lương thơ ký, hoặc đem mấy bài thơ của mày bán rẻ cho mấy người điên ngâm giữa chợ đời. Rồi bây giờ
cậu đã bán được chưa? Ở chợ đời có mấy người điên mua thơ của cậu? Dạ, dạ nhiều lắm bác. À, Mộng Cầm, tiếp với bác chứ bác nói không lại nó đâu. Dạ thưa bác, thơ của ảnh bác cũng đọc rồi. Hồi nào? Dạ thưa bác đọc mà bác chẳng hay ai sáng tạo. Trong lúc người điên đọc thơ ảnh còn biết tên biết tuổi kẻ nặng ốc nặng tim. Anh Hàn Mạc Tử, tôi là người đã từng mến chuộng thơ anh, tôi xin được làm quen với Hàn Mạc Tử để trần gian này có thêm một người điên nữa được đọc thơ anh ngạo nghễ giữa chợ. Chọn làm đối bạn bãi biển Quy Nhơn đêm nay chất đầy trắng sáng, tôi muốn diễn một nghi lần mà chẳng có ai quen. Ôi đúng là đồ điên. Tôi là người sinh trưởng ở Quy Nhơn, giữa tôi và Mộng Cầm nếu không có sự thông cảm về thơ văn thì bổn phận người địa phương cũng phải giúp khách nhàn du khi họ cần tìm hiểu. Vậy nhờ anh hãy đưa tôi đi. Trăng biển Quy Nhơn, trăng thu, trăng mộng. Trăng nằm sóng xoài trên cành liễu, đợi gió xuân về để là tình không muốn đồng lòng em hồi hộp chỉ hằng ơi. Ôi đúng là đồ điên, vô tình hai đứa điên. Dạ thôi, xin phép bác cháu đi. Đừng bao giờ quay trở lại đi nữa nghe. Dân. Dạ khoan, tôi xin được tiễn chân anh trong một đoạn đường. Nè, không ở nhà ăn cơm hả? Đồ điên. Ai điên vậy? Tôi điên, bà điên nè. Hả? Gì vậy? Nó điên. Trời đất ơi. Trời ơi, thiên hạ này điên hết. Điên hết rồi. Bà đưa cái tập giấy hồi nãy cho tôi coi coi. Chứ vậy? Để tôi đọc lại bài thơ xem tôi điên hay là tụi nó điên. Trời đất ơi, cái vụ gì vậy trời? Điên rồi. Nè. Tin khủng khiếp khủng khiếp, chấn động khắp nước Việt, sôi nổi Bắc Trung Nam, nước mắm nhỉ Phan Thiết. Đọc nước mắm ra thơ, đọc thơ ra nước mắm. Đồ điên, đồ điên, đồ điên. Trời ơi. Mớ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn ở đây sương khói mờ nhân anh, ai biết tình ai có đậm đà. Mộng Cầm có giọng ngâm truyền cảm quá. Mà phải là thơ của Hàn Mạc Tử kìa.
Mộng Cầm chắc đã đọc nhiều thơ của tôi. Tất cả những bài thơ của anh trên các tuần báo, các đặc san, tôi đều có đọc. Nhưng cái bất ngờ lớn của tôi là được biết Hàn Mặc Tử là Nguyễn Trọng Trí, người yêu của Thu Cúc. Mộng Cầm đã biết việc liên hệ của tôi với Thu Cúc à? Dạ có. Chị Thu Cúc vừa nói cho tôi biết, chị ấy buồn lắm. Nhưng lỡ cả rồi, bây giờ thì mỗi người đã có một đường đi. Cúc sắp có chồng. Còn anh? Tôi thì đã trót mang kiếp thì nhân, như tầm kia nhà sợi tơ vàng giữa các bụi trần gian, cho mãn kiếp xuân tàn. Nghe lòng mình như đại hải bao la, như cánh rừng có hoa nở thiên mi ca, lại cô cả tiên quyên sầu tìm bạn suốt đêm thâu. Trọn cảm tình cho người thơ mới được quen nhau. Mộng Cầm ơi, đêm nay tôi muốn hồn tôi được bay lên tận đỉnh non cao và hòa nhịp với những gì tinh tú. Sương gói ba che mờ dần trăng, đưa hồn mộng vào trong tình chơi với ai biết đâu bên bờ. Đời trôi đi mãi đưa con thuyền đến đâu. Trong phút giây giạt vào hồn thơ, ai chờ đợi mà nghe xuyên sao. Tim đơn lạnh đã chết theo khói sương xa mờ. Dần trăng đã tắt, thơ cũng đã cạn rồi. Nhưng mấy lời thơ như giọt máu trong tim ngập tràn trong quyết hoàng. Phải chăng sương gió đường xa hay những mối tình không trọn vẹn nên kiếp thi nhân đón nhận lắm nhạt nhòa nét chữ, lệ rơm mi sầu khi đọc mấy dần thơ. Giữa đêm buồn sao bỗng thấy bơ vơ, tiếng gió đồng như tiếng hờn ai đùa. Có phải con chim nhỏ đang lạc loài trước gió, hay một đời thơ chưa trắng nở sông hồ? Trời ơi làm
gió trăng có sẵn làm sao ăn, làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phụ phàng. Ai đã viết nên những dòng thơ bằng huyết lệ thì kẻ đọc dần thơ cũng chẳng chứa nữa hay không, hay là duyên sơ ngộ như nước bèo đôi ngà. Có thể rồi đây trên nẻo trời ta lạc, ta chỉ gặp nhau trên giấy trắng đôi dòng. Bởi lỡ một lần đùa cợt với yêu đương, sợ lắm những chuyện buồn tan giờ. Thà như cánh chim cuối trời bạc gió, đợi lúc đêm về để có tiếng kêu thương. Hàng Mặc Tử, Mộng Cầm. Đời thơ nhiều bão bùng, trong sương lạnh qua ngõ sâu trong lòng thêm ấm, phải chăng tiếng lòng hòa vui? Khi đăng đã lên, mình cùng sân dài nhào. Trên mái cát hiền liền, hồn yêu nhau đi mãi vào bên cậu đi đâu vậy cậu? Trời ơi, lỗ tai mày có bị lãng không mày? Kêu Trí bình thường mày không nghe mà kêu Trí Trí bẻ miệng mày mới nghe. Tao đi kiếm mày chứ đâu? Có chuyện gì không cậu? À, chuyện gì thì không có chuyện gì. Chỉ có được là mấy đêm nay mày đi đâu mất 2 giờ khuya mới về. À
cháu gặp lại mấy người bạn cũ, vì lâu ngày nên tâm sự tới khuya. Chứ không phải mày đi với cô kia, khi ra bãi biển đi lên lầu ông Hoàng. Cô nào, cháu đâu quen với cô nào. Thôi được rồi, mày muốn giấu tao, tao cũng giữ lịch sự không hỏi thêm câu nào. Nhưng có một chuyện tao khuyên mày phải nhớ, mày là thằng thi sĩ có tiếng tâm, mà tiếng tâm đi cặp với tiếng tai, tiếng tâm càng lắm thì tiếng tai càng nhiều. Nhưng từ nào tới giờ cháu có làm điều gì để gây ra tiếng tai đâu cậu. Ai đó là tao nói phòng xa. Trời ơi, mấy này không nhìn mày không săn sóc mày, cái tao thấy cái mặt mày dạo này nó hơi xanh xao nha. Má nó hơi hớp nha. Ráng giữ sức khỏe nha con. Cậu đó, đáng lẽ để cho cháu khuyên cậu, ai ngờ cậu lại khuyên cháu. Ôi mày ơi, tao mày khỏi lo, cọp vật không có chết đâu. Còn mày á, coi chừng đó, lung tung quá có ngày tiêu nghe con. Tao nói sai cho tao bị cùi đi. Để nè nè, mày đưa cái bàn tay tao coi coi. Trời ơi, nhiều đường chỉ mới xanh quá nha, lôi thôi lắm á nha. Mày tuổi gì à, tao quên rồi. À, tuổi Dậu. Dậu em, Tân Dậu. Mày là gà trống, không phải gà trống thiến đâu nha. Bởi vì có nhiều máy, máy tơ nè, máy ghẹ nè, máy dầu, máy may nữa. Cậu à, cậu là người trong gia đình, việc gì của cháu mà cậu không biết. Ê, việc riêng tư của mày làm sao tao biết mày. Để coi à, Tân Dậu năm nay cây... Năm nay thế nào vậy cậu? Năm nay mày trúng nhầm sao... Sao gì? Sao đào hoa. Bởi vậy cho nên mày mới có nhiều đào. Mà mày gặp bất cứ cô nào, nếu mày cứ sắp vô là có rất tự giận. Sao vậy cậu? Tại vì cô nào cũng rất là yêu thơ, rồi yêu luôn cái thằng cháu cưng của cậu. Mà gà mái cả bầy giống nào mà đủ sạch mày. Còn có nước là cắt cổ nấu gà thì thôi. Thôi cậu ơi, cậu có tánh hay đùa cợt, cháu vừa mới bị người tình phụ bạc. Chuyện yêu đương cháu còn ngang ngầm, cháu bây giờ cũng như một nhà tù. Thôi trí ơi, tao biết mày quá rồi. Mày nói bị một lần mày tởn mãi không. Chớ theo tao nghĩ thì một ngàn lần gặp việc tốt là mày sắp tới, phải không con? Phải không Kỳ? Phải không mày? Chị, chị! Nói đi. Nói cái gì? Nói với mày mày đứng chơi trơ vậy hả? Bây giờ nói chuyện với mày phải bẻ lưỡi vậy đó. Trí ơi, Trí! Trí ơi! Nói mày đi! Mày có nhiều bạn văn thơ lắm không? Điều đó tao rất là mừng. Nhưng trong số bạn bè của mày, tao thấy phe nữ nó có hơi nhiều. Điều đó làm tao... Làm tao... Sao cậu? Nói chung là vốn liếng chữ nghĩa của tao ít ỏi quá. Tao nói chắc là không chính xác. Tao là tao lo ngại cho mày quá anh Trí à. Tại sao cậu lo ngại cho cháu khi cháu có nhiều bạn gái? Tao biết mày là đứa có nhiều tình cảm. Bất cứ cô bạn gái nào mà quen biết mày á, mày cũng gọi là nàng thơ. Nhưng tao khuyên mày nên yêu nàng thơ trong mộng trong mơ. Còn nàng bằng xương bằng thịt, tao e mày dễ đứt bóng lắm à. Cậu ơi, cháu đã yêu bóng trăng khuya hay yêu nàng hương hương trong mơ trong mộng? Thì đối với những nàng thơ như những bông hoa kiều diễm, cháu thấy hồn thơ lại lãng quyền bên mình. Bởi vậy mày mới chết đó. Nghệ sĩ xưa nay vốn là dòng đa tình, một gợn khói mây nửa dần trăng khuyết, cũng nghe hồn thao thức bâng quâng. Thấy những buổi chiều vàng tắt nắng hoàng hôn, cháu ngồi đếm từng dấu chân ai đó in dài trên bãi cát. Cháu cũng tưởng từng đó là dấu chân trên sa mạc, cũng một nàng thơ lạc bước giữa đêm tàn. Nếu cháu có gì sơ sót, cậu khuyên bảo giùm cháu nghe cậu. Cô
cầu nhân vô thập toàn cậu có quên đâu. Nhất là một người như cháu thì chuyện mơ mộng diễn nhông lúc nào cũng khác hơn thiên hạ. Cậu với cháu sống trong xóm nghèo đất cài lên sỏi đá, cậu độc thân cháu cũng độc thân. Nhớ hồi cháu còn nhỏ cậu thường đọc cho cháu nghe mấy bài thơ cổ mà cậu còn nhớ vài câu lẩm bẩm. Cậu làm thầy bói coi tài coi tướng, nói tào lao tìm sống hoàng. Đi cậu nói láo ăn tiền nhưng nói láo có căn, nói theo khoa học một cách rất ư là logic. Còn đối với cháu cậu nói bằng sự thật, bằng lời lẽ chân tình khuyên cháu hãy nghe theo. Thôi đi về. Về nhà tao bắt vài con cốc nấu cháo đậu xanh ăn cho nó mát, cho mau lại sức. Đi đêm ngoài có ngày xúc móng nha cháu. Cậu sao? Sao cái gì? Đi về. Bực mình quá. Ngỡ ảnh hả? Có gì đâu mà lo. Nói về gì thì mặc nói về. Mai đừng làm thơ, cứ việc làm thơ, chứ sợ gì hay là chứ gì mà sợ. Thấy chưa? Ở gần nó làm thơ riết ta cũng bị nhiễm luôn. Cậu à, thơ của ảnh cháu đọc trộm đó chứ. Ảnh về cậu đừng nói lại ảnh nha. Ảnh rầy tội nghiệp cháu nghe cậu. Ai nói lại làm gì? Mày làm như tao nhiều chuyện lắm vậy đó. Mà nó rầy cái gì? Được phụ nữ hâm mộ thơ văn là vinh hạnh cho nó chứ bộ. Cậu. Thiệt mà, được người như cháu là. Cậu. Trời, mày làm gì vậy? Làm gì mà cậu vậy? Cậu đừng có nói nữa mà. Cháu biết thân phận cháu rồi. Cháu đâu có phước như những cô gái mà được ảnh săn sóc chiều chuộng. Trời ơi. Mai Đình ơi, tại cháu mang cái mặt cảm là chứ thật ra thằng hàng mặt tử nó mang ơn cháu nhiều lắm đó. Ơn nghĩa gì đâu cậu. Dọn dẹp giùm ảnh mấy tập sách, rồi để ngăn nắp lại mấy bài thơ, quét tước lại cho sạch cái căn nhà. Vậy mà gọi là ơn nghĩa được sao cậu? Không phải là cậu nói ơn nghĩa bây giờ. Cậu muốn nói là từ trước kìa. Năm 10 năm nay nè, hồi thằng hàng mặt tử nó chưa nổi danh, hồi đó nó còn là thầy thơ ký quèn với cái số lương chết đói đó. Hồi đó thì cũng như bây giờ, trước sau gì Mai Đình này cũng chỉ là cô láng giềng, người cùng chung lối ngõ, ngăn cách một vuông rào nên hai đứa dễ làm quen. Thấy anh ham làm thơ mà quên việc sách đèn, đành gian dở việc bút nghiêng phải xin đi làm chân thơ ký. Cháu thương ảnh là thương từ ngày đó, ngày mà ảnh còn mang cái tên Trí với lứa tuổi qua. Ham làm thơ mà
tâm hồn không thể nào quên. Cầu khuyên cháu hãy vững lòng, ráng mà chờ đợi cháu ơi. Đâu phải cháu đem chuyện xưa nhắc lại để anh nghe mà thương ai cho mình. Cháu chỉ là cô bạn láng giềng mừng anh sớm nổi danh. Cháu Mai Đình, cháu bảo rằng hồi đó cháu thương thằng Tử, còn bây giờ thì sao? Bây giờ anh có danh vọng rồi, cháu đối với anh thằng Mặt Tử thì... Khỏi có nói nữa, đưa bàn tay tao coi. Chi vậy cậu? À, trong cái bàn tay này nó có một cái đường chỉ mà tiếng Tây gọi là Lindercur, hiện lên nói rõ chuyện duyên tình mỗi là vợ chồng. Thiệt sao cậu? Theo đường chỉ tay vấn đề về duyên nợ thì cháu chỉ yêu một người duy nhất mà thôi, có ăn ở với nhau không thì chuyện này chưa có biết được, phải chờ tới ngày răng long đầu bạc mới biết được thôi. Đó là chuyện mai sao? Cậu đoán thật hay cháu xin không phục, người yêu cháu là ai cậu nói cho thành thật. Người này làm nghề văn chứ không phải nghề võ, cháu yêu trong âm thầm có đúng vậy hay không? Dạ vậy làm sao cháu có thể mở lời, cậu có cách nào giúp đỡ cháu được không? Cậu đâu biết người yêu cháu là người nào? Thì anh Hàng Mặt Tử chứ ai. Tôi làm sao? À, Mai Đình nó nhờ cậu nói với cháu là kỳ lắm. Tôi làm sao mà kỳ? À, không phải nó nói mày kỳ mà nó nói là thôi cậu để cháu về, có mặt cháu ở đây nói kỳ lắm. À, thì mày đi chỗ khác đi để tao nói. Em về bển chút xíu em qua nghe anh Hàng Mặt Tử, cháu về nghe cậu. Thôi mày về bển đi, lát nữa tao qua rồi nghe tao tuyên bố kết quả. Nhưng mà tao nghi mày rớt quá, đậu chắc không nổi. Cha biết mày định nhờ cậu việc gì rồi. Vậy là mày giành nghề thầy bói của tao rồi. Cha có đọc qua mấy cuốn Đời Người Qua Ánh Mắt của một nhà tâm số học. Sách nói mắt con Mai Đình sao? Bồ câu hay là bù lạch? Mắt nàng nhìn cháu với sự trìu mến, với ước vọng thiết tha. Rồi bây giờ mày tính sao? Cậu tính sao? Chuyện của mày chứ đâu phải chuyện của tao đâu mà tao tính. Ơi, những chuyện xảy ra mấy ngày nay cậu đều biết hết rồi. Với thư cút kể như tình cảm cháu đã dứt khoát. Cháu vừa dứt khoát được chuyện này liền bắt tay qua cái chuyện khác, vừa quên thư cút lại gặp Mộng Cầm, kể như là Mai Đình nó lọt sổ. Âu cũng chẳng qua là duyên số. Cậu à, cháu nhờ cậu hãy tìm lời an ủi Mai Đình nha cậu. Trời ơi, cậu đã an ủi nó 5-7 năm trời rồi, đâu có cần đợi tới bữa nay cháu nhờ cậu mới nói. Vậy thì cháu không thể ở đây lâu, không chừng đêm nay cháu đáp chuyến xe lửa tốc hành vào Sài Gòn cho kịp ngày mai cháu có mặt tại tòa báo. Rồi mày có đem nó theo không? Cháu vô Sài Gòn là có dụng ý sai Mai Đình mà còn đem theo làm chi? Không phải Mai Đình, tao nói Mộng Cầm kìa. Mấy đêm này đêm nào hai người cũng dắt nhau ra bãi biển tâm sự tới khuya, sao hôm nay về sớm quá vậy? Dạ hôm nay Mộng Cầm bị cảm, có lẽ bị nhiễm sương nên cháu đưa Mộng Cầm về nhà trọ sớm hơn mọi bữa. Vậy mà tôi ngỡ Mộng Cầm còn ở đây nên mới đến tìm. Ủa, Hồng Sương, em ở Sài Gòn ra hồi nào? Anh ngạc nhiên về sự có mặt đột ngột của em lắm phải không? Thằng cháu tôi nó hỏi cô ra hồi nào mà không cho nó hay, chứ nó chưa có hỏi tại sao cô ra đột ngột. Dạ, cháu mới ra. Cổ mới ra trong lúc mày chưa vô. Chắc cô ra tìm nó vô phải không? Dạ, tìm vô đâu? Ủa, nói vậy cô không phải là ở nhà báo sao? Dạ đâu phải. Không giới thiệu ai biết mày. Giới thiệu với cậu, đây là Hồng Sương, một nữ độc giả ái mộ thư của cháu đăng ở trên báo, chứ không phải nhà báo. Mộ Kiền Thơ chịu không nổi sao mà tìm ra tới đây lận? Rồi sao biết nhà này hay quá vậy? Dạ, cháu biết nhà là nhờ ông bà Tham, đại lý hãng nước mắm ở Quy Nhơn cho địa chỉ. Còn lý do cháu tìm gặp Hàng Mặt Tử
chẳng phải vì quá mê thơ. Như lời ông mới nói vừa rồi, vậy là tôi bối sai lặng quẻ rồi cô ơi. Dạ, cháu tìm đến đây để gặp mặt mong cầm về gia đình, đang tính việc hôn nhân. Xin lỗi cô là chi cô cháu mong cầm? Kêu tôi bằng gì? Tôi tên gọi là Hồng Sương. Mỗi lần nó ra Quy Nhơn á, nó chỉ ở vài ngày, nay đã hơn một tuần. Không hiểu có chuyện gì, giờ mới hiểu ra vì nó cảm một người mà người đó lại là nhà thơ Hàng Mặc. Tôi với Mộng Cầm quen biết chưa được một tuần ngày nay, em có hỏi gì đâu mà anh vội cung khai. Thưa bác hai, tôi thứ tám chứ không phải là thứ hai, nhưng tại ông cố tôi tên tám phải cỡ vậy, cô muốn kêu tôi thì kêu là ông chủ nhật. Dạ không có gì lộn xộn đâu thưa bác chủ nhật. Không có thì về chứ đây làm chi, mà không về là có chuyện lộn xộn, mà có chuyện lộn xộn thì không muốn có người nghe, mà không muốn có người nghe thì tôi ở đây làm chi. Bây giờ thì anh hiểu sự có mặt của em ở đây rồi chứ gì? Hiểu. Em là dì ruột của Mộng Cầm thật sao? Anh không tin à? Tin, nhưng... Đã tin thì... Định mệnh cai nghiệt và trớ trêu là ở chỗ đó. Trớ trêu và cai nghiệt là khi nào hai dì cháu cùng yêu một người, hoặc một người cùng yêu hai dì cháu kìa. Anh có yêu Mộng Cầm không? Tôi và Mộng Cầm mới quen nhau chưa trọn một tuần trăng. Còn em với anh đã là bạn từ năm này qua tháng nọ. Em không thể đem thời gian lâu mau của tình bạn mà đòi hỏi tình yêu. Cũng như một tay đua không thể căn cứ vào sự hiện diện đầu tiên của mình tại mức khởi hành, đòi hỏi ban tổ chức phải trao phần thưởng khi cuộc đua chưa kết thúc. Em thiết nghĩ người chủ giải theo dõi cuộc chạy đua đủ sáng suốt nhận định ai là người thắng cuộc khi đã gần tới mức ăn thua. Chưa thể biết được, vì vào giờ chót thường xảy ra tai nạn bất ngờ. Hơn nữa, đường còn dài và cuộc đua còn nhiều chặng lắm. Anh không có một lời khuyến khích nào đối với em sao? Trong cuộc đua rắc rối này, tôi cần vô tư và không thiên vị. Thôi thì em cũng ráng sức và tranh đua, dù cuộc đua chỉ có hai người. Không phải hai người, sau lưng em còn nhiều người khác nữa. Đã ở sau lưng thì không phải là đối thủ. Em không sợ những kẻ đó. Em chỉ cần lưu ý một đối thủ đang ở kè kè bên em. Phen này phải ăn thua đủ. Chuyện một mất một còn, chưa biết ai là người thắng. Cùng một phe mà cũng ăn thua nhau sao? Dù nó là cháu em, là gì của nó. Hai vì cháu yêu một người, ôi thật là mai mía. Vậy thì sang nhường nhịn nhau, kẻo thiên hạ họ chê cười. Anh khuyên nó nhường nhịn em đi. Tôi làm sao khuyên được Mộng Cầm? Nó phải về tính cuộc hôn nhân, đó là bước đầu em thắng đối phương. Và khi nó bắt buộc phải lấy chồng là lúc em hoàn toàn làm vợ của anh. Xin lỗi, cho phép tôi được cắt ngang câu chuyện. Mai Đình em... Xin lỗi, có phải từ nãy giờ cô đứng sau lưng tôi không? Thưa dân,
Thực tế là từ nãy giờ tôi có đứng sau lưng cô. Nhưng xin cô yên tâm, tôi không phải là đối thủ. Vì cuộc đua này tôi chưa có ý định tham dự. Có chuyện gì không Mai Đình? Dạ, có một ông khách tới tìm anh, nhờ em trao giùm danh thiếp. Ông ta đang đợi chờ ngoài cổng á. Bác sĩ Hoàng Văn Tùng. Bác sĩ Tùng nào? Tốt nghiệp y khoa Đại học Ba Lê, chuyên trị bệnh đàn bà con nít, chiếu điện bằng TX, rọi phổi nè, rọi tim, rọi xương, rọi... Rọi thấu tâm hồn của kẻ cô đơn và người hạnh phúc phải không? Tùng! Trời đất ơi! Tùng! Mừng muốn chết à! Anh Tùng! Hồng Sương! Anh không ngờ hai đứa mình lại có cuộc hội ngộ này. Anh mở phòng mạch ở Quy Nhơn sao? Phải. Anh muốn xa Sài Gòn, anh muốn quên dĩ vãng. Sau khi em từ chối lời cầu hôn không có lý do chính đáng. Hồi còn học chung ở trường thuốc, anh cũng dư biết em rất yêu thích văn thơ. Hồng Sương. Hồng Sương ơi, cho tới hôm nay mối tình của hai sinh viên trường thuốc đã chìm sâu trong quá khứ. Nhưng một đôi khi chợt nhớ lại anh vẫn còn tự hỏi bởi lẽ nào. Em từ chối cuộc hôn nhân trong lúc em chưa mở cửa tim anh tình. Giờ thì anh đã rõ ràng sự chắc không còn ngờ vực. Nhưng sự thật là chi, và em muốn nói điều gì? Anh quen biết hồi nào với anh Hàng Mặt Tư? Là bạn học chung trường hồi còn tới trẻ. Vậy à? Đến khi lớn khôn thì mỗi người đi mỗi ngã. Để lo sự sống và tương lai nên xa nhau gần 3-4 năm nay. Anh có ý gì về cuộc gặp gỡ? Hồng Sương à, theo anh thì cuộc gặp gỡ hôm nay cũng có hơi bất ngờ. Nhưng dù sao thì anh cũng phải vì tình bạn và biết thế nào là bốn phần. Em đang đợi chờ tiếng nói của anh để còn biết nói gì hơn là lời cầu chúc. Chúc em với bạn mình được bền duyên tơ tóc. Anh nói thật tình ấy chỉ là xã giao thường thức. Khi lòng còn giống tưởng đến em mà mấy năm rồi chưa. Tùng, có thật anh đã quên em rồi không? Học sư, tại sao sư mãi mãi hỏi tôi câu thừa thải đó? Khi em đã quên tôi và hiện tại đang có người yêu. Hằng Mặc Tử chưa phải là người yêu hiện tại của em, nhưng em tin tưởng ở tương lai sẽ chiếm được tim chàng. Nếu anh đừng có mặt nơi đây, nếu anh đừng đến thăm Hằng Mặc Tử hôm nay, em muốn nói như thế phải không? Không, em muốn nói... Học Sương, em đừng sợ. Sương ơi, em đừng sợ. Một hạt cát lọt qua kẻ chân sẽ làm trở ngay cuộc hành trình. Đừng sợ một chiếc lá rơi sẽ làm tan vỡ ánh trăng khuya trên mặt hồ thu em đềm không gần sông.
nói thật với em là nếu cần, nếu cần anh cũng xin đem tình lót thay thảm cỏ, cho em bước du quy để người yêu đặt gót chân hồng. Dùng quen cho em một hạnh phúc vuông tròn, nếu là ngày xưa thì cô dâu ngồi trên kiệu cưới, anh tình nguyện làm một gã kiều phu. Nhưng thời nay chứ không phải thời xưa, em lên xe qua cô kẻ đón người chờ, anh đứng bên lề vợ non tiền rồi lặng lẽ cúi đầu mà giả từ gì sinh cho em thật không hả? Hồng Xuân, em thử đưa ra một điều kiện nào đó xem anh có phải là kẻ biết giữ lời hứa hay không. Anh Tùng, Tùng ơi, em không bắt anh vợ non cúi đầu giả từ dĩ gian, cũng không đem tình anh trước mặt hàng mặt nữ hãy quay em như tình bạn, thư tình cảm thông thường không pha trộn tình yêu, để trên đường em đi không vướng dắt trong gai con sỏi đá làm đau gót chân nhà, không giọt lệ sầu đồng trên mắt biết không nhà môi cười điếu nụ tầm. Tại lòng anh mong mỏi, chính em cũng không biết tại sao em có nhiều đổi thay đột ngột ở tâm tình. Hồng Sương, Hồng Sương ơi, khi mới bước vào đây anh và em đã ngỡ ngàng, để hàng mặt từ bỏ đi nhường cho ai đứa mình tâm sự. Rằng cuộc tương ngộ bất ngờ sẽ mang nhiều thú vị cho những kẻ yêu đương, anh cũng không ngờ đến đây tìm bạn lại gặp Hồng Sương, và đột ngột qua khi em cho biết rằng em yêu hàng mặt từ, nhưng anh sẽ vì em tất cả để nói với hàng mặt tử rằng em là bạn của anh, rồi nếu vì nghĩa kim bằng tử có mời anh ở lại, anh sẽ hẹn lần sau nhưng chẳng đến bao giờ. Dạ, chủ nhà có nhờ tôi nói lại với ông bà. Chúng tôi chỉ là đôi bạn. Xin lỗi, nhờ tôi nói lại với đôi bạn cứ tự nhiên. Nhắn với ông á thì hàng mặt tử bảo rằng tình bạn còn có thể gặp lại nhiều lần, chứ còn tình yêu á thì rất hiếm tạo được một cơ hội gặp gỡ bất ngờ thú vị. Hàng mặt tử hiểu lầm chúng tôi rồi. Còn với bà, mà xin lỗi, với cô, tôi thành thật chia buồn vì cô đã gặp tai nạn trên đoạn đường chạy đua đã gần tới mức. Cô ấy nói thế với ngụ ý gì vậy? Những con ngựa bị loại ra khỏi vòng đua thường ganh tị với đồng bọn bằng cách chờ dịp sơ hở nào đó để ngửa cổ lên trời, cất tiếng hí quên quang kêu ngạo. Em nói lại càng khó hiểu hơn nữa. Chuyện không liên hệ đến anh đừng tìm hiểu. Tôi muốn gặp hàng mặt tử. Đêm nay trăng sáng, không chừng ảnh với bạn gái của ảnh đi tìm nguồn thơ ngoài bãi biển Quy Nhơn rồi. Chắc đi với Mộng Cầm,
À, xin lỗi anh Tùng, em phải đi gặp đứa cháu gái có chuyện gia đình nhắn tin về gấp. Em đi nha. Dì Út. Mộng Cầm. Em ở đây, để anh đi tìm Hàn Mặc Tử. Nè, cô à, hồi nãy cô đưa tôi vào đây. Dạ, bây giờ tôi đưa ông ra. Ai đó gì? Bác sĩ Tùng, bạn Hàn Mặc Tử. Còn cô gái đó... rất khó chịu mỗi lần chạm mặt. Cháu cũng chưa hỏi cô gái đó là gì của Hàn Mặc Tử. Theo dì nghĩ thì sự khó hiểu kia phát sinh bởi nguyên nhân đố kỵ ghen hờn. Không lẽ Mai Đình cũng yêu Hàn Mặc Tử? Với tình yêu thì lắm phức tạp và nhiều vô lý. Chẳng hạn như dì... dì làm sao? Dì thế nào? Ờ, dì... cháu yêu Hàn Mặc Tử. Câu hỏi của dì đột ngột quá. Xin phép cho cháu ngờ vực cả dì. Cháu có quyền. Một cô gái thiếu nhan sắc như Mai Đình cháu còn ngờ vực thì dì đâu có trách chi khi cháu ngờ dì luôn. Nhưng dì là dì của cháu mà. Trên thế gian thiếu gì chuyện xảy ra, những mối tình ngang trái, người ta cứ vội vã yêu nhau để chịu hậu quả đớn đau. Lời dì nói ra cháu không hiểu kịp, hay là dì cũng để ý yêu ai? Chuyện con tim đâu có chi rằng lạ, dì có quyền yêu cũng như cháu. Dì Út ơi, cháu đã hiểu ra rồi, nhưng xin dì nói cạn lời, bởi cháu còn ngờ mình đã đoán sai. Dì nói đây là nói chuyện đời nó đã xảy ra rồi. Nghĩa là cháu với dì yêu có một người thôi. Dì Út. Khi phải nói ra sự thật, cháu cũng chẳng trách gì, bởi vì không phải là kẻ đến sau. Bây giờ dì bảo cháu phải trách ai đây? Dì Út. Định mệnh, số kiếp. Định mệnh đã dung rủi cho dì từ Phan Thiết ra đến đây tìm cháu. Số kiếp đã đẩy đưa cháu đến nơi này để gặp dì. Rồi sao nữa hả dì Út? Cháu phải về. Về? Cháu không có quyền ở lại Quy Nhơn. Hàn Mặc Tử không có quyền đem từng đêm dìu cháu đi tìm tứ thơ trên bãi biển. Vì mỗi người đã có một bổn phận. Bổn phận? Bổn phận của cháu là phải về đền ơn cha mẹ. Gái lớn khôn rồi, hai mươi mấy tuổi đầu, không thể ăn bám mãi cha mẹ mà không nghĩ đến việc hôn nhân. Dì ra đây kêu cháu về là vì việc đó sao? Cậu ta là một sinh viên trường luật, cha chết, mẹ còn, quen biết với dì, nhờ dì làm mai mối với gia đình cháu. Rằm này bên đàn trai xin đem trầu cao tới chạm ngõ xem mắt cô dâu. Cháu không thể vắng mặt. Dì Út, dì thương cháu thật lòng mà lo nghĩ đến tương lai của cháu dì. Hay dì đang lợi dụng quyền hạn bắt buộc cháu phải tuân theo mệnh lệnh? Mộng Cầm, dì cấm cháu. Dì phải cho cháu nói. Cháu cảm thấy trong sự lo lắng của dì nó ẩn chứa một cái gì không minh bạch. Được rồi, cháu nói đi. Cháu nói đi rồi dì định liệu. Một tên tử tội trước khi lên đoạn đầu đài, người ta còn cho nó ăn một bữa cơm vĩnh biệt. Còn gì? Trước khi đóng khung cuộc đời một đứa cháu, sao dì không cho nó nói một vài câu? Để mai mốt này dì cháu có phải xa nhau, bên cạnh hạnh phúc chồng con, cháu với dì còn có chuyện vui buồn ôn lại dùng kỷ niệm. Rằng thuở thanh xuân dì đã lấy quyền làm mẹ, bắt cháu phải chôn lấp nỗi nhớ thương vào tận đáy tâm hồn. Dì tạo ra cảnh biệt ly mà người cháu không thể quán hay hơn. Dì lo cho cháu vuông tròn hạnh phúc, đẩy cháu của dì xuống đáy vực sâu. Ở địa vị cháu, dì sẽ nghĩ sao để cho bảo dì đánh đoạt tình yêu của cháu? Mộng Cầm, dì đã lấy quyền quý làm trò gian lận trong
những lúc này dì muốn dì với cháu là kẻ lạ người dưng, để cái tuổi đôi mươi không bị mặc cảm già nua dì da dế. Dì với cháu nghe tuổi tác tưởng chừng xa cách lắm, thực tế thì cháu với dì chênh lệch có bao nhiêu đâu. Cháu không cần biết dì đã quen hàng mặt tử bao lâu, trường hợp nào trở nên thân thiết, cháu cũng không cần soi gương điểm tô thêm sắc đẹp để so sánh cháu với dì. Ai nhan sắc hơn ai? Dì út. Cô à, hồi nãy cô đưa tôi vào đây. Dạ, bây giờ tôi đưa ông ra. Ai đó gì? Bác sĩ Tùng, bạn hàng mặt tử. Còn cô gái đó rất khó chịu mỗi lần chạm mặt. Cháu cũng chưa hỏi cô gái đó là gì của hàng mặt tử. Theo dì nghĩ thì sự khó hiểu kia phát sinh bởi nguyên nhân đố kỵ ghen hờn. Không lẽ Mai Đình cũng yêu hàng mặt tử? Với tình yêu thì lắm phức tạp và nhiều vô lý. Chẳng hạn như dì... Dì làm sao? Dì thế nào? Cháu yêu hàng mặt tử. Câu hỏi của dì đột ngột quá. Xin phép cho cháu ngờ vực cả dì. Cháu có quyền. Một cô gái thiếu nhan sắc như Mai Đình cháu còn ngờ vực thì dì đâu có trách chi khi cháu ngờ dì luôn. Nhưng dì là dì của cháu mà. Trên thế gian thiếu gì chuyện xảy ra, những mối tình ngang trái, người ta cứ vội vã yêu nhau để chịu hậu quả đớn đau. Lời dì nói ra quyền yêu cũng như cháu đã yêu đắm say tha thiết một người. Dì út ơi, cháu đã hiểu ra rồi, nhưng xin dì nói cạn lời, bởi cháu còn ngờ mình đã đoán sai. Dì nói đây là nói chuyện đời nó đã xảy ra rồi. Nghĩa là cháu với dì phải nói ra sự thật. Cháu cũng chẳng trách gì, bởi vì không phải là kẻ đến sau. Bây giờ dì bảo cháu phải trách ai đây? Dì út. Định mệnh, số kiếp. Định mệnh đã dung rủi cho dì từ Phan Thiết ra đến đây tìm cháu. Số kiếp đã đẩy đưa cháu đến nơi này để gặp dì. Rồi sao nữa hả dì út? Cháu phải về. Về? Cháu không có quyền ở lại Quy Nhơn. Hàng mặt tử không có quyền đêm từng đêm dìu cháu đi tìm tứ thơ trên bãi biển, vì mỗi người đã có một bổn phận. Bổn phận? Bổn phận của cháu là phải về đền ơn cha mẹ. Gái lớn khôn rồi, hai mươi mấy tuổi đầu, không thể ăn bám mãi cha mẹ mà không nghĩ đến việc hôn nhân. Dì ra đây kêu cháu về là vì việc đó sao? Cậu ta là một sinh viên trường luật, cha chết mẹ còn, quen biết với dì, nhờ dì làm mai mối với gia đình cháu. Rằm này bên đàn trai xin đem trầu cao tới chạm ngõ xem mắt cô dâu, cháu không thể vắng mặt. Dì út, dì thương cháu thật lòng mà lo nghĩ đến tương lai của cháu dì, hay dì đang lợi dụng quyền hạn bắt buộc cháu phải tuân theo mệnh lệnh? Mộng Cầm, dì cấm cháu. Dì phải cho cháu nói. Cháu cảm thấy trong sự lo lắng của dì nó ẩn chứa một cái gì không minh bạch. Được rồi, cháu nói đi. Cháu nói đi rồi, rồi dì định liệu. Một tên tử tội trước khi lên đoạn đầu đài, người ta còn cho nó ăn một bữa cơm vĩnh biệt. Còn gì? Trước khi đóng khung cuộc đời một đứa cháu, sao dì không cho nó nói một vài câu? Để mai mốt này dì cháu có phải xa nhau, bên cạnh hạnh phúc chồng con, cháu với dì còn có chuyện vui buồn ôn lại dùng kỷ niệm. Rằng thuở thanh xuân dì đã lấy quyền làm mẹ, bắt cháu phải chôn lấp nỗi nhớ thương vào tận đáy tâm hồn. Dì tạo ra cảnh biệt ly mà người cháu không thể quán hay hờn. Dì lo cho cháu chôn tròn hạnh phúc,
những lúc này dì muốn dì với cháu là kẻ lạ người dưng, để cái tuổi đôi mươi không bị mặc cảm già nua dì da dế. Dì với cháu nghe tuổi tác tưởng chừng xa cách lắm, thực tế thì cháu với dì chênh lệch có bao nhiêu đâu. Cháu không cần biết dì đã quen hàng mặt tử bao lâu, trường hợp nào trở nên thân thiết. Cháu cũng không cần soi gương điểm tô thêm sắc đẹp để so sánh cháu với dì, ai nhan sắc hơn ai. Dì ốm, dì biết yêu, cháu cũng biết yêu. Nếu cháu được làm gì, trở ngại mà dì vừa nói có phải là dì cưỡng bước cháu về Phan Thiết cho người ta thấy tận mặt, xem tận mắt dung nhan kiều diễm này không? Cháu đừng đem niềm kiêu hãnh đó mà nói với dì. Dì đã bằng lòng cho cháu ở lại Quy Nhơn, có nghĩa là dì đã nhượng bộ. Cảm ơn dì. Cháu muốn hỏi thêm một điều nữa, dì đã gặp Hàn Mặc Tử chưa? Rồi. Có phải việc đầu tiên là dì báo cho Hàn Mặc Tử biết dì ra đây tìm cháu về là vì việc hôn nhân không? Dì không thể không nói được, vì đó là sự thật. Nhưng dì đã lợi dụng sự thật đó để đem mối lợi về cho dì. Không đúng lắm. Dì cho Hàn Mặc Tử hay biết việc của cháu với sự vô tư, vì lúc đó dì chưa ngờ cháu yêu Hàn Mặc Tử. Bây giờ thì dì không còn ngờ nữa, dì biết cháu dì yêu Hàn Mặc Tử rồi. Dì cũng như mẹ, có người mẹ nào chẳng thương con. Dì có phương cách nào giúp đỡ cho cháu của dì không? Dì giúp cháu rồi ai giúp cho dì? Hơn nữa đã thỏa thuận với nhau rồi, cháu không sợ dì nghĩ rằng cháu đã kêu gọi đến tình cảm của dì, là dì đã thắng cháu rồi sao? Phải, dì thắng cháu rồi. Cháu thua dì rồi. Cháu đã kiệt sức, vì đoạn đường dẫn đến tình yêu còn dài đắng đẵm. Cháu đã bỏ cuộc rồi, không theo nổi gì đâu. Gà một chuồng bôi mặt đá nhau, vì cũng hổ thẹn trước vinh dự của một người vừa chiến thắng. Phải chi cháu là kẻ khác dòng khác giống, vì đã ngạo nghễ cười khi thấy kẻ thù gục ngã dưới chân. Mỏng Cầm, Mong Cầm ơi, dì đang chờ nghe cháu nói một tiếng nói chân thành. Dì sẽ bỏ dở cuộc đua cho cháu đi một mình tới mức. Dì ố, Mong Cầm ơi, bởi thương cháu nên dì phải chịu, dù đớn đau cũng chịu lấy mình. Cháu yên lòng đừng. Xin lỗi, sự có mặt của tôi nơi đây có làm trở ngại gì không? Nếu cô cùng đi với tôi một đoạn đường thì sự trở ngại tất nhiên phải có. Đứng rình nghe, chắc cô đã thấy sự hy sinh của tôi cho nó. Bây giờ cô cũng bắt buộc tôi phải hy sinh nữa sao? Tại sao tôi lại bắt buộc cô phải hy sinh?
Cô nói thế có nghĩa là gì hả? Vì tôi đã yêu Hàng Mạc Tử. Dì Út, cô mà cũng yêu Hàng Mạc Tử không được sao cô? Được chứ. Nhưng tôi chỉ yêu trong âm thầm lặng lẽ, không nói được thành lời như hai dì cháu của cô. Vậy tốt hơn là tôi khuyên cô bỏ dở cuộc đua, để cho cháu cô không gặp điều trở ngại chứ gì. Có phải vậy không? Thà bỏ cuộc dở dang hơn là rước lấy đau thương thảm bại. Tôi thương hại cô, thương hại cô mới khuyên nhủ, chứ chẳng phải ghét bỏ gì cô. Tôi cảm ơn lòng nhân đạo của cô, nhưng tôi đã trót thương ảnh. Dù biết tình yêu ấy chỉ là thứ tình vô vọng, tôi đã sống bên anh như hình với bóng. Dù tình chưa sâu nhưng nghĩa nặng tựa phần mắt không qua tầm dược lụy tre xanh. Với tuổi dài khờ 14-15 đã biết thương anh với mối tình trong tranh. Hồi anh mới tập làm thơ chưa nổi tiếng, sao chẳng thấy ai tìm đồ quý đem trưng bày ở cửa tiệm, không thể cấm người qua kẻ lại dừng chân. Ngày nay hai cô được xem viên ngọc quý là nhờ có bàn tay người đỡ. Bài thơ ấy tôi còn giữ đây nè hai cô, 5-7 năm rồi đã nhạt nhòa đến giữ. Nhưng sâu nặng tình xưa nghĩa cũ, nên tôi đưa anh coi anh cũng không ngờ. Sao không đưa anh coi, khoe với chúng tôi làm để cầu nếu tôi có phải xin thì xin cô đó kìa, còn cô đã bị loại rồi nên yên phận nó là hơn cô. Rồi bây giờ cô định nói gì với tôi đây? Bài thơ đó đâu phải là tờ giá thu, ở đây cũng không phải là phiên tòa để cô trưng ra bằng cớ. Vì đâu có ai giật chồng đoạt vợ của ai. Nói đúng ra hiện tại đang có cuộc tranh chấp tình yêu, mà còn gọi là tình yêu thì chưa có gì bảo đảm. Khi tôi với cô chưa giáp mặt như người tình, khi chiến trận tàn phải có một kẻ hy sinh, tôi với cô chưa biết ai mang niềm đau hận tuổi. Nếu biết ra quân là đem về chiến bại thì lâm trận làm gì cho mang nhục vào thân. Tôi tin chắc với tình yêu, tôi sẽ thắng các cô vào trận cuối cùng. Dù lúc đầu vào cuộc đấu, tôi là người đầu tiên thảm bại.
À, vậy tốt hơn hết là xin các nữ thiên binh thiên tướng hãy lui về căn cứ địa mà đợi chờ cơ hội, đem tình yêu ra đây để bài binh bố trận. Tôi e không có khi nào gặp được thằng cháu tôi nữa đâu rồi nha. Anh Hàng Mặc Tử đâu rồi bác? Đi rồi. Đi đâu? Sài Gòn. Hả? Đi Sài Gòn rồi? Chứ ở đây chịu đợi sao thấu. Nói có một đêm mà dân tới miệng nó coi kìa, 1, 2, 3 ba món ăn bắt nó nhồi nhét nuốt động chèn nhồi nhét vô họng nó, làm một lúc mà làm sao nó chịu nổi. Rủi nó trúng thực thì sao? Chịu không nổi nó mới lấy vé xe lửa dông tuốt vô Sài Gòn rồi. Nhờ tôi báo tin vui, mời bá quan ai về nhà nấy giùm cái, đứng về mệt quá. Chuyến xe lửa tốc hành còn 15 phút nữa mới chạy, cháu và dì ra ga mai còn kịp. Trời ơi, còn nhớ chát con chó nữa hả? Cậu ơi, rồi mình ngồi đây hoài sao cậu? Ừ, ngồi đây hoài. Trời ơi, ông nội bà nội ơi, ông ngoại bà ngoại ơi, bữa nay mấy ông mấy bà về nhập tôi hay gì mà sao chứ rồi nó. Cậu ơi, trời. Rồi làm sao mà gặp ảnh đây hả cậu? Ừ, chưa biết làm sao mà gặp nó nữa. Rồi cậu tính làm sao? Tính cái gì? Trời ơi, cậu cũng chưa biết tính làm sao nữa. Nhưng mà cậu có chắc chắn là ảnh nằm ở đây không vậy cậu? Ai mà biết, trời ơi. Từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ, cậu mới đi Đà Lạt có một lần một. Trời ơi, cái xứ gì mà lạnh chịu không có nổi. Mặc 3 cái áo, 4 cái quần, chùm thêm cái mền nữa mà nó vẫn cực rung nè, mày coi nè, ra thấy không? Không biết mà sao cậu với cháu từ Quy Nhơn vào đây làm chi? Tòa báo ở Sài Gòn á, gửi thư ra bảo thằng Hàng Mặc Tử nó bị bệnh nặng, đi nằm ở dưỡng đường trên Đà Lạt. Không đi Đà Lạt mà biểu tao đi đâu, không lẽ đi qua Campuchia? Nhưng mà biết ảnh có nằm ở dưỡng đường này không á chứ. Trời ơi, cậu hỏi rồi, Đà Lạt chỉ có một cái dưỡng đường, một cái an dưỡng địa. An dưỡng địa chắc nó không có nằm đâu. Trời ơi. Vậy thì chắc là ảnh nằm ở đây rồi. Mà sao dưỡng đường gì mà ngồi cả buổi rồi không có gặp một người để hỏi thăm nữa. Dưỡng đường này chắc bị ế. Mà không ế chắc có người nào vô ở đây người đó. Trời ơi, nhắn tin như chùa Bà Đanh. Có người tới. Có người tới hả cậu? Chào ông, chào cô. Này y tá hay bác sĩ đây? Y tá hả? Ừ. Mập dữ ha. Chắc này, này. Ê, bệnh viện này có nhiều thuốc bổ chắc chích cho nhỏ này hết. Sao nó mập quá? Ông muốn nằm phòng nào? Tới thăm người nhà mà ê, mà họ cũng cho mình một cái phòng kìa. Ở đây cao bộ lịch sự quá ha. Trời ơi, tôi hỏi là ông muốn nằm phòng nào? Tùy lòng tốt của cô thôi. Muốn cho cậu cháu tôi nằm phòng nào cũng được. À, cả cô đây cũng muốn nằm nữa hả? Vậy là 2 phòng ha. Họ cho 2 phòng lận. Dạ, cảm ơn cô. Chắc là bị ế thử nó phòng nó trống nhiều cho mình ở nhiều. Cô tử tế quá. Tử tế gì đâu ông. Ông nằm thì ông trả tiền chứ bộ. Cô cho không sao, phải không? Ông nằm trên lầu thì 140 một ngày, còn nằm tầng dưới thì ngày 80. Đây là dưỡng đường, ông muốn nằm bao lâu cũng được. Ông nằm tầng trên hay là nằm tầng dưới, miễn là tính tiền đầy đủ được rồi. Tự nhiên cái lửa nó dập bẻ luôn. Nó nói tiền cái lửa dập bẻ rung quá. Rồi, nghỉ phẻ. Cậu ơi, nằm dưới đất nhiêu? Nằm dưới đất á thì không có tính tiền mà còn được thêm chiếc chiếu nữa. Thôi cháu ơi, đi cháu. Coi bộ ở đây không phải chỗ nghèo, chắc không có nó ở đây đâu. Ông bệnh mà đi đâu vậy? Tôi bệnh hồi nào? Trời ơi, ông đang nóng lạnh mà. Tôi nóng lạnh hồi nào? Vậy ông trùm mệnh chi vậy? Bộ ở đây cấm không cho chụp mền hả? Ông và cô không phải thân chủ của dưỡng đường này sao? Ai quen biết với ông chủ hồi nào mà thân chủ với ông? Cháu nói thân chủ có nghĩa là ông tới nằm dưỡng bệnh tại dưỡng đường này á. Dưỡng bệnh chứ chữa bệnh sao mà nằm ngủ một đêm từ 140 đồng tới 80 lần. Trời đất ơi, mắc quá. Bộ cô tưởng cậu cháu tôi giàu có lắm hay sao mà kề dao cắt cổ trong lúc tôi đang lầu nghỉ. Bỏ cửa bỏ nhà lên tận trên đây, đi ô tô đây cũng mất 2 ngày. Vậy mà có
không biết nó ở nơi đâu để gặp mặt nó đây. Ông định tìm ai mà vào đây không gặp mà tên họ là gì tôi kiếm giùm cho. Nghe nói ảnh lên chữa bệnh trên này đã nửa tháng rồi phải không cô? Nhưng ảnh là ai, tên họ là gì, cứ nói ảnh hoài tôi biết đâu. Dạ, ảnh tên là Nguyễn Trọng Trí, nhưng mà người ta kêu ảnh là Hàn Mạc Tử. À, thơ đó cô, nhà thơ Hàn Mạc Tử. Nói vậy ông và cô là thân nhân của nhà thơ Hàn Mạc Tử hả? À, tôi là cậu của nó. Còn Mai Đình, giới thiệu mày là gì mày? Trời ơi, vậy sao ông và cô không cho tôi hay liền? Anh Hàn Mạc Tử anh trị bệnh ở đây nè. Thật sao cô? Cậu ơi. Gì? Tiền đâu mà ảnh nằm tới cả trăm một ngày lẫn vậy cậu? Này tao nghe chắc nó trúng số độc đắc mà nó giấu tao á. Dạ không, ảnh nằm không có tốn tiền. Nó vậy đây là nhà thương thí hả? Trời ơi, không phải thí, nhưng ảnh là bạn thân của bác sĩ giám đốc dưỡng đường này đó chú. Bác sĩ nào vậy cô? Dạ bác sĩ Tùng. Bác sĩ Tùng? Dạ. Ê, kìa, bác sĩ tới rồi kìa. Thôi, ông đó tới tôi trốn. Cậu Phú, hết đau bắt hột chưa? Hết rồi, khỏi rồi, chữa rồi, hết bột, hết rồi, hết trời rồi. Hết rồi sao tay còn bụng mắt chi vậy? Cô Lan à, sẽ soạn dao kéo dụng cụ đi mổ bệnh nhân mới tới nha. Dạ. Không, đừng có mổ, không có đau mắt mà mổ cái gì nữa. Đâu có mổ cậu mà cậu la. Ủa vậy sao? Cậu vừa chạy đâu dữ vậy hả? Nghe nói cháu ở đây, cậu sợ cháu làm ẩu như hồi trước ở nhà ông bà Tham nên chạy trốn chứ làm chi. Bữa đó cậu lấy mắt ra hiệu cho cháu đừng có nói nữa. Cháu nhè đè cậu ra cái cháu khám mắt. Trời đất ơi. Bữa đó cháu đâu có dè. Trời đất ơi, tưởng cậu đau mắt thiệt mới giật dữ gì chứ. Ủa, có cả cô cô gì tôi quên mất tên rồi. Dạ, chào bác sĩ. Cô là người đưa tôi vô rồi đưa tôi ra hồi ở Quy Nhơn đây mà phải không? Dạ. Anh đưa vô đưa ra hồi nào? Ăn nói gì kỳ vậy mày? Dạ thiệt mà cậu. Thiệt? Hồi ở Quy Nhơn gặp cậu, cháu vừa tìm đến thăm Hàn Mạc Tử, nhờ cậu chỉ nhà dẫn vô. Lúc ra cậu cũng chỉ lối cho cháu ra. Cậu quên rồi sao? Cháu không giải thích cậu hiểu không có nổi à. Hỏi thăm ảnh đi chứ đứng đây nói hoài sao? Y quên. Hàn Mạc Tử bệnh sao đó cháu Tùng? Cậu còn ở đây chưa lâu mà. Cậu hỏi cháu về bệnh của ông Tử, cháu trả lời gì lãng nhách vậy? Nó bệnh sao? Dạ ảnh đau. Ý chú ơi, mày cứ nói lôi thôi, tao hiểu không ra. Nó bệnh hay đau cũng phải nhờ mày. Tình bạn lâu năm thâm niên cô đơn, số kiếp nó nghèo còn cháu được giàu sang. Nó đau bệnh gì mà cháu muốn giấu anh? Anh nóng lạnh hoài và nhức thủy nhức xương, ê ấm trong người cháu đoán bệnh chưa ra. Nó bị mang cua hồi nhỏ một lần, nó đâu có luôn tồn mà một quỷ một xương. Xin bác chớ lo, cháu hứa tận tâm thử mau cho anh sẽ biết bệnh tình. Kết quả y khoa trong vòng nửa tiếng, phân loại vi trùng sẽ trị liệu ngay. Còn bây giờ thì cháu cũng chịu bỏ tay. Căn bệnh lạ lùng từ trước tới nay, chưa gặp lần nào cháu cũng nghi. Chúng tôi ở xa nên trăm sự cậy nhờ, bác sĩ tận tình chữa trị giùm anh. Cậu Phú và cô yên tâm, ở đây tôi có đủ khả năng chữa trị mọi căn bệnh, ngoại trừ những căn bệnh di truyền như là... Thưa bác sĩ, đây là kết quả bệnh lý của bệnh nhân nằm phòng đặc biệt. Đưa tôi xem. Vô lý thật. Bác sĩ Hậu còn ở trên phòng thí nghiệm phải không cô Lan? Dạ, ông còn ngồi đợi bác sĩ. Cậu Phú à, cậu Phú và cô theo tôi lên phòng thí nghiệm. Cậu có bệnh tật gì đâu mà đem cậu đi thí nghiệm? Mời cậu lên để biết chắc chắn kết quả bệnh trạng của Hàn Mạc Tử. Đi cháu. Dạ.
Cô Lan có rảnh không? Theo lệnh bác sĩ Hậu, tôi phải đến phòng đặc biệt mời thân nhân của người bệnh ra về gấp. Phòng đặc biệt có thân nhân tới thăm sao? Dạ, ở Phan Thiết mới vào. Nói với họ là tôi cấm mọi sự thăm viếng trong lúc này. Mời cậu, mời cô. Thôi, mình tạm chia tay. Chủ nhật tuần tới em trở lại thăm anh ha. Thưa cô, những gì của tuần tới cô có thể nói hết hôm nay. Vì theo lệnh bác sĩ, từ giờ phút này cấm mọi sự thăm viếng. Cấm tất cả hay là... Dạ, chỉ đặc biệt dành cho những thân nhân của người bệnh nằm ở phòng đặc biệt. Anh nằm ở phòng nào? Dưỡng đường này có mấy phòng đặc biệt vậy cô Lan? Dạ, có một phòng duy nhất. Và ngoài thi sĩ ra không có một bệnh nhân nào được nằm phòng ở đó. Cô nói thế có nghĩa là cô cấm tôi? Dạ không, thưa cô, đó là lệnh của bác sĩ. Tôi chỉ là kẻ thừa hành. Tôi cần gặp bác sĩ Tùng. Hiện giờ bác sĩ đang nghiên cứu về bệnh trạng của anh. Và anh cũng đang ở trong tình trạng giới hạn tới mức tối đa về sự tiếp xúc của những người mạnh khỏe. Tôi muốn cô nói rõ hơn. Thưa anh, vì nghề nghiệp của một y tá không cho phép tôi được nói những gì tôi không thể nói. Nhưng mà tôi cũng có thể cho anh biết rằng kể từ hôm nay anh không có quyền tiếp xúc với bên ngoài. Đó là lệnh trên của bác sĩ, xin anh hiểu giùm cho. Bệnh tình tôi thấy giảm bớt, không còn đau đớn nhức nhối. Đâu có lẽ nào nghe cô nói tôi càng hoài nghi. Gần 10 năm nay tôi hành nghề trong dưỡng đường này. Có nhiều bệnh nhân khi tin tưởng bệnh tình sẽ giảm tuyến. Nhưng mà cũng chính là lúc hộc phát xin anh và cô vui lòng cho tôi được làm tròn bổn phận. Vừa rồi cô bảo cho phép tôi được nói những gì tôi định nói ở tuần sau. Tôi xin cô đừng nán lại ít phút giây để nói những lời đó với Hàn Mặc Tử. Có tiếng chuông reo ngoài phòng trực gọi tôi. Xin cô thâu ngắn giây phút tâm tình chừng nào hay chừng đó nha cô. Hàn Mặc Tử, vì sao họ lại cố tình ngăn chia hai đứa mình qua hai lối rẽ? Anh mang trọng bệnh gì? Sao anh lại giấu em? Mộng Cầm ơi, chính anh mới là kẻ ngỡ ngàng vì bệnh trạng của anh. Khi đau đớn đã 10 phần thiêu giảm, Không lẽ cơ thể này đã chết dần sự sống khi mạch máu anh còn lưu chuyển ở buồng tim? Không lẽ quanh mình ta đang có sự rình rập của tử thần, chờ đúng giờ đúng khắc để đưa ta về trên đất chúa? Không, Hàn Mặc Tử, anh đừng nói nữa. Em sợ lắm rồi. Những tiếng từ ly. Làm sao ai tiếng tư ly cách chia đôi đường, ngàn lời biết nói năng chi. Còn đâu đêm đang sáng, dịu nhảm trên cát trắng, người hồn theo áng mây sâu. Từ ly thì hãy về đi cho anh gói trọn thân phận. Trọn cuộc đời anh đã mang nhiều cay đắng, nên cũng chẳng muốn chớ tình ai cho nặng cánh phiêu.
nhớ tình mình qua mấy mùa trăng. Trăng không còn là trăng của tình duyên, mà treo chơi vơi trên liễu rủ ưu phiền. Thấm lạnh vào hồn từng giọt sương đêm, ướt xuôi tóc mềm che bờ vai thon nhỏ. Những kỷ niệm đầu tiên, hãy cho em nghe lại một dần thơ sầu muộn. Lần sau chót anh đưa em ngược về dĩ vãng, để đừng đoán tương lai vì chẳng đến bao giờ. Biết số kiếp về đâu mà em đợi em chờ, sẽ xa em vĩnh viễn trên cõi trần này chẳng gặp mặt nhau. Hoặc họ đưa anh đi tận nẻo trời xa, ôm ấp mảnh hình hài không còn người lui tới. Thì mong cầm ơi đây là giây phút nghi cuối, hai tiếng ta từ rồi đoạn tuyệt tình nhau. Thôi thì những bài thơ đã làm tặng riêng em đó, xin hãy coi như di vật cuối cùng anh để lại cho em. Mặt tử, anh hốt thương em rồi sao? Ai cấm được tình yêu mà dần thơ còn căng nhựa sông. Em còn đây, anh còn đó, chưa sầu liệu chưa rủ, tóc còn mềm như mặt suối yêu đương. Như thuở nào ngồi đợi trăng lên trên bãi vắng, ru em vào giấc mộng. Mộng chưa tàn mà son bỏ trốn, để em một mình ngơ ngác nẻo trần gian. Vừa rồi là của một người quen xin vào gặp Hàn Mặc Tử. Tôi đã chối từ, nhưng... Nhưng cô chẳng nỡ xua đuổi một người tu. Dì Út, Hồng Sương, còn vài phút nữa bác sĩ sẽ đến từng phòng để khám bệnh cho các bệnh nhân. Nếu không muốn tôi bị quở phạt, xin yêu cầu anh về phòng trước giờ bác sĩ đến. Cô yên lòng, tôi sẽ không để cô bị bề trên khiển trách. Bác sĩ Tùng và tôi là chỗ bạn bè thân thuộc ngày xưa. Cảm ơn dì Phước. Dì có cần tôi báo tin cho bác sĩ hay là dì đến thăm bác sĩ hay không? Tôi chỉ đến gặp Hàn Mặc Tử. Dạ, nếu không có lời yêu cầu của dì, tôi sẽ không nói gì cả. Dù bây giờ tôi lên phòng thí nghiệm để gặp bác sĩ Tùng. Dì Út, dì lên đây với sự tình cờ, hay biết cháu từ Phan Thiết vào thăm Hàn Mặc Tử? Dì gặp cháu chỉ là một sự bất ngờ. Còn với Hàn Mặc Tử? Dì cố tình tìm đến. Để làm gì? Dì Út, dì quên những lời dì đã hứa với cháu rồi sao? Lời hứa đó dì còn giữ cho tới hôm nay. Dù đã khoác áo dòng tu, hiến trọn lòng trinh cho đức mẹ. Lời hứa gì? Lời hứa đó bây giờ tôi mới nói, mà đáng lý ra phải nói ngay từ ngày tôi gặp Hàn Mặc Tử ở Quy Nhơn. Nhưng đêm đó anh đã bỏ dì cháu tôi, âm thầm lặng lẽ lấy vé xe lửa vô Sài Gòn. Trong lúc chúng tôi chạy theo anh ra ga để tiễn chân anh, thì anh lại đi chuyến tàu khác. Đêm đó anh cố tình lẩn trốn vì cháu em phải không? Phải, đêm đó tôi lẩn trốn tất cả mọi tình thương, để những người ở lại hiểu rằng dù tôi là thi nhân thì cũng chỉ có một trái tim, không thể nào chia năm xẻ bảy. Để trả lời sự hiểu biết của tôi như bây giờ anh đã thấy,
tôi lại ngỡ rằng bộ đồ dì Phước này là nguyên nhân sự ngang trái với bác sĩ Tùng. Hàn Mặc Tử, anh tàn nhẫn lắm. Anh phải hiểu rằng đây là sự hy sinh của tôi. Mà thật ra tôi cũng chẳng cần anh yêu, vì sự hy sinh của tôi đối với anh nào có nghĩa chi đâu. Anh yêu mộng cầm chứ nào có yêu tôi, nhưng nghịch cảnh lại trớ trêu. Tôi nằm tình với anh, hai dì cháu cùng đi chung một con đường. Tôi phải hy sinh nhận đón buồn để cho anh với mộng cầm chung một lời nguyện sắc son. Mai Đình chỉ là một cô gái đáng thương, xin đừng đem tên tuổi của người con gái đó vào trong duyên nợ. Nhưng còn lại những chuỗi ngày thừa đau khổ, anh cần phải có Mai Đình. Và thật sự Mai Đình mới đáng gọi là kẻ hy sinh. Anh Tùng, anh không hiểu Mai Đình thì đừng nói đến Mai Đình. Tại sao, tại sao anh chữa trị cho một bệnh nhân mà không cho bệnh nhân hiểu căn nguyên bệnh trạng? Tại sao anh cấm tất cả tình thương đem đến? Anh Tùng, anh còn là bạn của tôi hay là tình địch của tôi? À, Mặc Tử, bình tĩnh lại, mày điên rồi, mày điên rồi Tử à. Phải, tao điên, tao điên rồi. Mày là bạn của tao, nhưng mày là bác sĩ, mày bảo tao điên. Ờ, thì tao điên. Tùng ơi, tao điên mà tao còn nhớ đến tên mày, đây thì chưa phải là tao điên. Mặc Tử, tao còn nhớ tên tao cũng chưa hẳn là tao điên. Còn đây là hai dì cháu yêu có một tình là yêu, mà người yêu ấy là tao. Những một người hy sinh thân phận nhường cho cháu trọn hưởng niềm vui, nhưng niềm vui vẫn không trọn vẹn. Vì mày, mày làm tới ông bác sĩ, mày khám tao điên nên tao mất mộng cầm. Mày yêu hồng sương sao không nói với nàng, lại nói với tao rằng mày với nàng là đôi bạn chi thân. Anh Tùng ơi, anh quân tử vô cùng, đã hy sinh một mối tình, đã hy sinh rồi mà nó vẫn còn ghen. Hy sinh mà còn ghét thì hy sinh làm cái quái gì? Những lúc này tôi cần sự yên tĩnh cho Hàn Mặc Tử. Mong cầm và dì Phước có thể qua phòng bên cạnh tạm nghỉ để tôi khám nghiệm lại căn bệnh của bạn tôi. Cô Lan à? Dạ. Đưa hai người bạn của tôi sang phòng tiếp khách nha. Dạ, mời dì và cô theo tôi. Để hồn trào giá ngọn bút, mỗi lời thơ đều dính não cân ta. Bao nét chữ quay cuồng như máu giọt, như mê mang chết biến cả làng. Máu đã khô
rồi lễ cũng khô. Hồn ta đã chết từ bao giờ, từ đây trong gió trong mây gió, lời thảm thương dần khắp nẻo mơ. Trời hỡi làm sao cho khỏi đôi, gió trăng có sẵn làm sao ăn, làm sao giết được người trắng mộng để trả thù duyên kiếp phù phàng. Trăng ơi tình trăng quá đậm đà, trăng reo thơ ca lời châu báo kêu xa. Trăng ơi mùa trăng ngày xưa ta đâu, nơi đây nhiều sương khói quá nhạt nhòa vườn hành năm xưa. Trăng ơi mùa trăng đưa hẹn hò, ai mua trăng không lại đây tôi bán trăng cho. Trăng ơi vì trăng lòng ta rướm mau, tương tư dần thơ biến vàng mà nghẹn ngào niềm duyên. Nhiều hắc sương thu ai bé trăng làm đôi, cho dân dương hồn thơ. Trăng ơi mùng cầm ta đâu ơi, mây đen kéo bay qua mạnh, tình yêu ấy mong manh hồn ta chắp cánh bay. Mày tỉnh rồi phải không Tử? Tao có điên hồi nào mà mày hỏi tao tỉnh. Một lớp kịch đời tao vừa phải đóng để tìm cách đưa khéo hai người đó đi khỏi nơi đây. Vậy mà mày làm cho tao bối rối lên vậy đó. Mày làm bác sĩ mấy năm nay rồi, mày có gặp trường hợp nào cũng bệnh điên bất tử như vậy không? Không, chưa bao giờ. Vậy tại sao mày lại bối rối vì cái điên của tao? Mày có biết tại sao tao phải giả điên bất tử như vậy không? Vì tao lỡ nhắc đến Mai Đình phải không? Đúng, vì hiện giờ Mai Đình có mặt ở đây. Tao không muốn bộ Tam Sơn đụng độ nhau một lần nữa vì cuộc tranh giải đường trường, nên tao tao phải điên bất đắc dĩ để mày giải quyết tâm tình cho từng người một. Nhưng ai nói cho mày biết sự có mặt của Mai Đình, cô y tá phải không hả? Không phải cô Lan, mà một kỷ vật quen thuộc tao vừa chợt nhận ra. Lần về Quy Nhơn kỳ trước, tao đã mua cái giỏ sách đó để tặng cho Mai Đình. Mai Đình. Anh Trí. À Tử à, tao còn nhiều bệnh nhân chưa khám nghiệm phải đi gấp, xin lỗi nghe. Cô Mai Đình, đã đến lúc cô được chứng minh sự hy sinh và lòng can đảm của cô. Chúc cô nhiều may mắn. Tùng nó vừa nói gì với Mai Đình vậy? Nhờ em săn sóc cho anh. Ở đây đã có y tá, có nữ điều dưỡng mà. Những người đó không thể săn sóc anh được nữa. Sao vậy? Vì sự có mặt của Mai Đình. Vì Mai Đình đòi làm bổn phận đó phải không? Em không đòi hỏi, nhưng bởi không còn ai muốn ở gần anh nữa, em mới tình nguyện làm một kẻ hy sinh. Trời ơi, tới giờ phút này mà người ta vẫn còn giấu kín bệnh trạng của tôi. Người ta bắt tôi phải xa lánh loài người, người ta buộc tôi phải cô độc. Nhưng còn có em bên anh,
bên anh còn có Mai Đình. Mai Đình cũng chỉ là giai đoạn, Mai Đình cũng không thể bên tôi suốt cuộc đời. Nếu người ta bảo tôi mang một căn bệnh trầm kha không thể nào chữa trị, nếu người ta bảo tôi mang bệnh cùi bệnh hủi, Mai Đình có ở bên tôi cả cuộc đời không? Anh Trí, đừng nói nữa mà. Ghê tởm lắm phải không? Làm sao Mai Đình dám nhận lời? Hy sinh cái gì, tình nguyện cái gì? Thế gian này giả dối hết. Về đi, đi về đi. Tôi không cần ai thương hại tôi cả. Đi về đi, đi về đi. Anh Trí. Tôi thật vô lý. Xin lỗi. Xin lỗi Mai Đình. Dù sao thì Mai Đình cũng từ Quy Nhơn mang khăn gói vào đây thăm tôi. Đáng lẽ những lời giận dữ vừa rồi phải nhường cho những câu an ủi. Cậu Phú đâu rồi? Dạ, cậu Phú vừa ra chợ. Sao Mai Đình không đi với cậu Phú? Chợ Đà Lạt vui lắm, ở đây làm cái gì? Em không quen được cảnh buồn của bệnh viện đâu. Người buồn, cảnh vật có vui bao giờ? Em làm thơ nữa à? Theo anh riết rồi em cũng biết làm thơ. Nhưng mà em không có ham vui, tại vì em đã làm quen nỗi buồn từ thơ ấu, và sẽ còn buồn nhiều hơn cho đến hết cả cuộc đời. Nỗi buồn to lớn quá. Tôi tưởng tôi mang kiếp thi nhân là đã gánh vác nỗi buồn của thiên hạ. Không ngờ, không ngờ còn một người nữa là em. Anh Trí. Thiên hạ người ta đều gọi tôi là Hàng Mạc Tử. Sao Mai Đình mãi kêu tên tục của tôi? Vì em đã quen với cái tên chôn nhau cắt rúng của anh rồi. Vả lại em cảm thấy em không xứng đáng gọi tên Hàng Mạc Tử. Ngày nay có tên Hàng Mạc Tử là nhờ ở ngày xưa, ngày mà tôi làm thơ không tiền mua giấy mực, em đã chẻ ống lấy tiền mua giấy viết tặng tôi. Bài thơ năm cũ đâu rồi, cho tôi xin lại mảnh đời ngây thơ. Anh Trí ơi, từ nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em trọn đời sẵn sống đau thương, nguồn vui năm tháng tìm thấy ở bên em. Anh
tình thương
biệt là cái tên Nguyễn Trọng Tri của anh. Cái tên anh bỏ quên mà em đem vào hồn chính cất giữ. Ngày xưa em đợi em đi chờ, thật sự bây giờ anh nói tiếng yêu em. Anh Tri. Mai Đình, Mai Đình. Ủa sao cậu khóc vậy? Tao cảm động quá. Hay hai đứa bay mùa mẫn mà tao muốn tự tử tao chết cho rồi. Trời ơi trời, anh Chí, anh là Mai Đình. Thương quá. Thương gì đâu quá trời ơi. Thôi chút chút gì đủ rồi mày. Đừng khóc hoài. Về đến quê hương là mặt sức là tâm tình. Hãy chuẩn bị cuộc hành trình đi. Lúc 12 giờ trưa này nè, người tàu chạy đó. Cậu à, thôi chuẩn bị lên đường. Bác sĩ Tùng đợi cháu ngoài ga kìa. Mai Đình và cháu đi trước đi. Còn cậu? Cậu ở lại đi sao? Cháu đã hiểu cậu ở lại làm gì rồi. Ừ, hiểu rồi thì đi đi. Còn súp lê hồi thứ nhất rồi kìa. Thôi mình đi anh Tri. Đi em. Đẹp gì đâu, thương gì đâu, xứng đôi gì đâu. Cảm ơn Chúa đã cho hai trẻ đã được gần nhau. Có Phú. Ông Phú. Còn 5 phút nữa tàu sẽ rời ga. Rất tiếc hai người không thể theo kịp để tiễn chân Hàng Mặc Tử. Hàng Mặc Tử đi rồi. Bệnh gì vậy cậu Phú? Tờ giấy này sẽ trả lời câu hỏi của Mộng Cầm. Đúng 12 giờ trưa tàu sẽ rời ga. Thôi chào tất cả. Hả? Trời, Hàng Mặc Tử. Đường lên dốc đá, nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa. Lầu ông hoàng đó, thuở nào chân Hàn Mặc Tử đã qua. Ánh trăng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm hoang vắng. Chị ơi, coi như là vừa quay xong cái đoạn phim cuối cùng trong cái vở cải lương Hàng Mặc Tử. Mà hồi nào tới giờ thì em được xem chị Thủy qua những cái vở cải lương mà hầu như là tất cả những vai đẹp, những vai mà phụ nữ cam chịu. Vậy thì khi mà nhận cái vai Mộng Cầm thì chị có cảm tưởng như thế nào không? Và khi mà nếu mà thật sự người yêu của chị ngoài đời mà bị mắc bệnh cùi như anh Hàng Mặc Tử trong cải lương thì chị sẽ có phải, có nghĩa là đau khổ, mà cái mức đau khổ nó như thế nào? Cảm ơn Cưng đã đặt cho chị câu hỏi đó. Thực tình thì đối với vai Mộng Cầm này thì Thủy đã có diễn ở đoàn cải lương Nhân dân Kiên Giang với lại anh Trọng Hữu. Nhưng mà lúc đó là mình diễn sân khấu do ba Quỳnh Nga đạo diễn, mình diễn sân khấu. Thì được rất là nhiều sự ủng hộ của bà con ở miền Tây. Tại lúc đó đoàn diễn miền Tây là rất nhiều. Rồi bẵng đi mấy năm, coi như là 7 năm. Bây giờ Thủy được quay cái phim Hàng Mặc Tử mà với anh Vũ Linh. Riêng Thủy đối với cái nhân vật này thì yêu, mình qua cái văn đó mình mới yêu cái người đó.
yêu người đó qua cái văn thơ, và có những cái tình cảm nó rất là lãng mạn, rất là thơ, rất là hay. Thì đối với Thủy, ở ngoài đời thì sẽ có những cái mối tình rất là lãng mạn, và khi nó đã lãng mạn như là văn thơ của Hàng Mặc Tử thì nó sẽ đi vào lòng người xem. Còn riêng mình, nếu mà người yêu mình là bị cùi như anh Hàng Mặc Tử thì lúc đó khi mình đã yêu nhau rồi thì khi cùi khi gì thì chắc mình sẽ phải xử sự như Mai Đình, chứ không thể nào bỏ rơi người mình đã yêu. Cảm ơn chị. Vừa quay xong cái cảnh kết của Hàng Mặc Tử, em muốn hỏi gì? Nói chung là em thấy cái cảnh cuối cùng mà sau khi mà anh nhận, anh biết mình là mang cái bệnh cùi á, anh diễn rất là xuất sắc. Em ở ngoài em xúc động, em khóc không biết là bao nhiêu á. Thế thì khi mà anh diễn xong rồi á, thì cái cảm giác anh nó còn bần thần, nó còn đau khổ y như là trong nhân vật của mình không? Lúc mà tập trung để mà diễn cái cảnh chót mà khi Hàng Mặc Tử phát hiện ra mình bị cùi á, thì anh Linh phải tập trung toàn bộ tinh thần ra, tương đối hơi nhức đầu choáng váng. Công nhận với anh là Hàng Mặc Tử đẹp trai không? Dạ rất là đẹp trai. Thế cho nên là trong cải lương mới có những cái nhân vật nữ đi theo quá trời luôn á. Còn bây giờ thì có một cái anh mà coi như là nghiêm túc ha, mà diễn viên nào mà đến trễ một chút xíu là bị la. Chẳng hạn như là em sáng nay đó. Anh Phượng Hoàng. Anh dễ thương quá à. Nhưng mà dù cho khó khăn cách nào thì hình như là mặt anh cũng cười, phải không anh? Bây giờ thì mới hình sự. Anh Hoàng ơi, anh là một trong những đạo diễn mà hiện nay là được nhiều quý vị khán giả yêu thích. Và hình như là cái vai trò của đạo diễn thì là ngồi tại chỗ chỉ huy và bấm máy. Nhưng mà em cũng thấy là anh sốt sáng chạy ra chạy vô, chạy ra chạy vô. Thế thì anh có thể cho cái cảm tưởng là cái lúc anh ngồi bấm máy đó, và qua sự diễn xuất của diễn viên á, thì anh đôi lúc anh có bị cuốn theo nhiều lắm không? Chẳng hạn như là cái tình huống đó hài hoặc là tình huống đó khóc á, rồi có khi nào anh ngồi ngoài này anh chảy mắt nước mắt theo không? Mặc dù là anh hồi nào giờ là kinh nghiệm rất là nhiều, tại vì là một đạo diễn mà. Cũng có chứ, cũng có nhiều lúc như là cái cảnh mà Du Linh diễn hồi nãy Hàng Mặc Tử đó. Dạ. Anh có xúc động lắm chứ. Dạ. Tại vì bị một mặt là mình lo về khung hình, dạ, ha, một mặt mình lo về những cái bộ phận phụ khác. Dạ. Nhưng mà do cái diễn xuất của Du Linh đó là hồi nãy mình cũng xém chảy nước mắt đó. Dạ. Thì ý em nói vậy đó, có nghĩa là vai trò của đạo diễn một lúc mà phải làm 3-4 công việc đó. Thế thì anh Phượng Hoàng rất là hay đúng không quý vị khán giả?